Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến, Mai rất vui được gặp lại các bạn Và ngay sau đây sẽ gửi tới các bạn nội dung của một bộ truyện mới Chúng ta cùng đón nghe tập 1 Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Cũng như đừng quên đăng ký kênh Theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn Tập 1 Trở về khuya Luồng gió heo hút thổi bay những lá cây ngọn cỏ ven đường từng đợt Từng đợt Như muốn nuốt trưởng chút ấm áp cuối cùng của trời thu còn sót lại Khoảng 12 giờ đêm, trời mưa giả dích kèm theo hơi bút đặc trưng của khí đông. Trên đường phố chẳng còn mấy ai ngoài vài ba hội nhóm dân chơi hay lác đác mấy ông chú Grab cố gắng những chuyến xe cuối cùng. Tại quán phở bò đông khách bậc nhất thành phố. Cầm Ngọc, cô dọn hết bàn đi. Ngọc vừa tháo chiếc tạp dề cất vào tủ chuẩn bị ra về, tiếng anh chủ vang lên. Cô chống chế. Anh à, em hết ca rồi mà. Cô dọn đi, tôi tăng lương cho cô, đằng nào cũng muộn rồi nghe hai chữ tăng lương ngọc lấy lại chiếc tạp dề tiếp tục công việc khách vừa ăn xong một lúc lâu chỉ còn lẻ tẻ hai ba thanh niên đi quẩy về ta qua đây ăn bát phở cho ấm bụng quán ăn khá rộng khoảng gần 50 bàn cả tầng trên lẫn dưới ngọc dọn xong đống bát này cũng gần một giờ sáng trước khi rời khỏi quán cô không quên nhắc anh đã nói tăng lương rồi đấy nói lời phải giữ lời biết rồi không để cô thiệt đâu lúc này đường thưa hẳn thật khác biệt so với dáng vẻ tấp nập ban ngày của nó dường như khi con người ta đi về đêm đều mang tâm trạng cô độc đến lạ ngọc cũng không ngoại lệ cô nhớ khoảng thời gian trước đây khi còn nhỏ ở quê cô đi làm đồng áng cùng mẹ để lo chạy cái nợ cờ bà của bố bố cô chơi tài xỉu bị thua lỗ người ta đòi tiền nếu không trả sẽ chặt tay mẹ cô khóc nhiều lắm bà thậm chí quỳ xuống van nài lão chồng nghiện ngập của mình nhưng bố cô đâu có nghe Sau khi trả được một phần ba Bố xa và ma túy Còn nhớ như in Cái ngày bố chìm trong mộng mị Bố như mất lý trí lao và đánh mẹ Bố lục lọi hết số tiền mẹ dành dụng cho ba chị em quan học Để đi mua thứ mũi khốn khiếp đó Và rồi bố bị công an bắt bảo tù Một năm sau người ta trả về Vì bố mắc ung thư giai đoạn cuối Ngày bố ra đi Ông không quên để lại cho mẹ món quà khủng đó là số nợ chỉ nghe qua cũng khiến người ta dùng mình. 5 tỷ, một con số cả đời này Ngọc chưa từng mơ tới. Cuộc đời mẹ thật chua chát khi vướng vào người đàn ông ấy. Cả đời bà chưa một giây nào được hạnh phúc. Chữ tiền là bà khốn khổ. Và bây giờ, chữ tiền ấy đầy đọa cô như cái cách nó đối xử với mẹ. Ngọc muốn học đại học thay đổi tương lai nhưng không có tiền ngọc cũng muốn có quần áo đẹp son đẹp giày dép mới như chúng bạn nhưng không có tiền vậy nên cô phải đi làm làm mọi cách có tiền để trả nợ để cho mẹ được vui cho các em cô cuộc sống đầy đủ suốt hai năm qua cô đi làm tất cả mọi thứ từ những việc bần cùng nhất dù bất cứ ai khinh rẻ cô cũng kệ cô vô cùng tự hào vì đồng tiền mình làm ra hoàn toàn trong sạch giả bước đi nhanh tránh những cơn bút của gió bắc ngọc còn trai sát lòng bàn tay vào nhau để đỡ lạnh thậm chí run lên bần bật nhưng nhiệt độ ngoại vi lại chẳng tăng lên một chút nào thật may trước mặt cô là khu trọ quen thuộc căn nhà cô đang trọ không đỡ hơn bên ngoài là bao nhưng ít nhất nó còn là nơi để cô có thể trụ lại trên thành phố tấp nập xô bồ này mở túi lấy những bộ quần áo đã cũ từ lâu đi vào nhà tắm mệt mỏi cả ngày nay chỉ có nước mới khiến cô xua đi cái muộn phiền trong người Mở cái vòi nước xả vào tàu Đúng rồi Cô chưa lĩnh lương Tiền trọ còn nợ Người ta đã cắt nước mấy ngày Thôi bỏ đi Không tắm một ngày cũng không chết được Ngọc cầm gói mì tôm rẻ tiền Còn sót lại cuối cùng ăn sống Không biết qua hôm nay cô thế nào nữa Buổi sáng hôm sau Cô thức dậy sớm hơn thường ngày Sách chết cặp đã bạc màu từ lâu đến trường Tâm trạng vui vẻ huyết sáo Vừa ngồi xuống ghế Ngọc bị nhóm tiểu thư nhà giàu đứng trước mặt Eo ơi Hôm nay trên người con nhỏ này Có cái mùi gì hôi thế nhỉ Đúng đấy Cái mùi như mùi chuột chết Kinh tưởng thật Có khi nào nhân cách nó phát ra không Mùi nhân cách dởm thì khó giấu mà Cô không quan tâm Lấy đống sách vở để trên bàn ra đọc lại Nhìn thấy vậy tức giận Ta giơ tay tát Ngọc để chút giận Ta tôi cũng được Nhìn chạm vào tôi rồi Nhân cách cũng bị lây đấy mày ngọc đứng dậy nhìn ba cô gái trước mặt sau đó bất ngờ ôm chặt bọn họ vừa nãy các người chưa gửi rõ bây giờ tôi cho phép đấy gửi đi một tháng nay tôi chưa tắm người nhiệt tình vào tôi mới ngủ với trai xét nghiệm bị si đa luôn có thử tí máu luôn không Đáo người nhi sợ hãi giãy giụa đẩy mạnh cô ra để thoát thân che khuôn mặt họ hiện rõ sự kinh hoàng trương cẩm ngọc mày đúng là con khốn vậy tao dạch cho mày ít máu nhé dù sao ta cũng khốn nạn rồi Cô lấy trong cặp chiếc kéo đưa lên tay Như tưởng thật giữ lại bằng được Tôi 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 xin lỗi tôi không dám Cậu tha cho chúng tôi Đừng làm như thế tôi tôi chưa muốn chết Nói rồi họ lùi ra sau Rồi chạy về chỗ ngồi Ngọc cười khẩy rồi nói với Ngày mai ghé lại nhé Lịch học của cô thông thường vào buổi sáng Nên chiều và tối dành thời gian đi làm thêm Chiều nay vẫn như mọi ngày Công việc chiều thì đỡ vất vả hơn tối Ngọc pha chế cho quán cà phê nhỏ Nhược điểm duy nhất của nó Chính là lương không cao lắm mà thôi Lựa khách ít hơn mọi ngày rất nhiều Không khí trong quán Cũng vì điều đó yên tĩnh lạ thường Mục đích họ đến đây Chủ yếu để làm việc Và thưởng thức hương vị quen thuộc khó bỏ Thì thoảng có vài cặp tình nhân hẹn hò Hay những hội bạn tán gẫu. Dường như đó là điều đặc trưng Của những quán cà phê Ngọc pha ly nước ép mang cho khách Rồi nhìn đồng hồ Giờ ba rưỡi Nửa tiếng nữa hết ca, 6 giờ cô phải ra quán phở. Hôm nay là ngày cô được lĩnh nương, và bao nhiêu thứ tiền phải chi trả sau đó nữa. Cô phải đóng tiền nhà, tiền điện nước, tiền mạng, cả tiền học sắp tới. Nghĩ tới đây thôi, hơi thở hát ra đầy nặng nề. Chị ơi, cho em cốc cà phê sữa đá. Chị ơi! Tiếng gọi vị khách nữ xinh đẹp kéo tâm trí ngọc về thực tại. Xin lỗi quý khách, quý khách dùng gì? Cho em cốc cà phê sữa đá. Dạ vâng Của mình có ngay thôi ạ Chị cứ ra bàn đi em mang ra ngay Vị khách nữ quen mã QR Sau đó tiến lại chiếc bàn gần đó ngồi xuống Trên mặt hiện rõ vẻ thắc mắc khó hiểu Ngọc đến lại tinh thần tập trung công việc Cô tin bản thân chỉ cần sống tốt Mọi sự lỗ lực sẽ là tiền đề cho sự phát triển Và cô cũng tin Sẽ có một ngày cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn Ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính thủy tinh, luồn lách qua kẽ lá chạm lên khuôn mặt thiếu nữ tuổi đôi mươi như muốn an ủi những khó khăn áp lực mà cô gái nhỏ phải chịu. Mùi hương cà phê sộc vào cánh mũi, từng giọt hơi nước li ti đọng lại trên thành cốc như những giọt sương long lanh. Rất nhanh sau đó, thức uống yêu thích xuất hiện trước mặt chủ nhân của nó. Ngọc đi dọn dẹp một số bàn dùng xong để chuẩn bị kết thúc công việc ca chiều của mình. Vì không có xe, cô phải đi bộ đi làm. Mặc dù biết quán vợ khá xa khu trọ Nhưng cũng đành chịu thôi Tiền ăn không đủ Sao mua nổi chiếc xe Rồi bao nhiêu năm nay Thứ phương tiện cô biết sử dụng Chắc có lẽ chiếc xe đạp của cô hàng xóm Người ta đi đã lâu Hỏng nên định vứt đi May mẹ xin được về sửa Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó Ngọc không hiểu bản thân mình tập đi xe đạp kiểu gì Nhưng cô thực sự biết ơn người hàng xóm đó Vì nhờ cô ấy cô biết đi xe đạp giờ đây chiếc xe đạp đã tàn nhưng mẹ vẫn hàng ngày sử dụng chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn là báu vật là một phần ký ức tươi đẹp thời thơ ấu của chị em cô mãi suy nghĩ vu vơ cô tới quán lúc nào không hay công việc vẫn như thường ngày vô cùng vất vả có những hôm gặp cả vài ba vị khách khó tính làm khó dễ nhân viên nhưng vì chữ tiền tất cả điều đó cô đều nhịn bởi tiền mới giúp cô an tâm đối phó với cuộc sống khắc khổ này Đêm nay cũng như thói quen Anh chủ bắt cô làm thêm ca Và hứa sẽ tăng lương Ngọc úp những chiếc bát cuối cùng vào khay Tháo tạp dề cất vào tủ Rồi lau từng giọt mồ hôi đua nhau rong đuổi trên chán Anh chủ yêu ơi Trả lương cho em đi chứ Trọng rút ra số tiền đếm đi đếm lại Sau đó thì đưa cho cô Đây Anh đem 7 triệu tư Quá lời rồi đi nhá Khuôn mặt Ngọc tối sầm Quán phở này là một giờ 30 nghìn anh tuyển 12 giờ Nhưng lần nào cũng bắt cô làm đến cả nửa tiếng nữa Làm bán mạng cho anh ta Vậy mà trả lương thưởng thiếu à Những tiếng cuối ngày anh vứt cho chó gặm à Anh chấm công cho em Em rất tin tưởng anh Anh nghĩ rằng em không biết gì à Ngọc nói gì thế em Em tin đúng mà Lần nào em chuẩn bị hết ca Anh cũng bảo em làm thêm Rồi anh thưởng cho em Từ đầu tháng đến giờ có 30 ngày Đến 20 ngày em làm thêm tận 1 giờ sáng mới về Khách anh đông em thông cảm cho anh Em vẫn dọn dẹp hết cho anh Mà giờ thì anh xem này Khuôn mặt trọng cứng lại Anh không ngờ nhân viên mình tính kỹ thế Bây giờ xin lỗi thì anh mất hết mặt mũi Cho nên cứng họng Làm thêm có tí cô đòi cái gì Tôi thưởng thêm 200 còn gì nữa Đòi hỏi vừa vừa thôi Cờ nước chế nổi lên cô tức tới đỏ cả mặt Anh nhân lên xem anh bòn rút của em bao nhiêu Hơn 600 của em Mà anh trả 200 Anh bị làm sao thế Tôi không biết đã thưởng tới vậy rồi tóm lại làm hay không thì không nghỉ luôn đi không có người này thì có người khác quán phở ở đâu thiếu nhân viên này trương cẩm ngọc chẳng qua cô nghèo tôi tạo điều kiện cho cô nếu không đuổi cô đi từ lâu rồi thôi không cãi nhau làm gì nữa cầm tiền rồi đi về đi anh ta nói đến đây cô cũng cạn lời biết nói cái gì nữa trọng lôi tim đen của cô ra mà nói mà anh ta nói đúng đúng là cô nghèo cô cần công việc này Vậy nên anh ta nói thế nào cô cũng phải nhịn Vượt đồng tiền xuống giường Ngọc không biết mình rời khỏi quán phở Và đi về trọ bằng cách nào Dưới màn đêm tối om Chỉ còn ánh sáng của chiếc điện thoại cũ vang lên cuộc gọi Chị Ngọc ơi Vân em sao thế Sao lại khóc Em nói chị nghe xem nào Tiếng khóc của cô em gái ngày một lớn Cô bé nói trong tiếng nấc Chị à hôm nay bọn côn đồ đến đòi tiền Chúng nó bảo nếu không trả nó đốt nhà mình Nói xô mẹ ngã mạnh lắm Bây giờ mẹ gãy cặt tay luôn Mẹ phải bảo bệnh viện nhưng không có tiền Người ta định trả mẹ về chị ơi Em quỳ xuống xin họ Họ nói ngày mai không có tiền Họ sẽ đuổi mẹ về Mẹ còn đang bệnh nữa chị à Em phải làm sao đây chứ Trên điện thoại vẫn áp sát tài. Cô lặng người lúc lâu Tim thắt lại theo từng câu kể của đứa em gái dỗ biết bản thân hiện tại rất hoảng Nhưng cô chấn tĩnh đã nổi cẩm vân Bởi nếu đến bản thân mình còn mất kiểm soát Người thân của cô phải dựa vào ai đây Đừng lo em đừng lo, chị mới lĩnh lương. Mai chị về gửi em, em đến đi nào. Mẹ đâu rồi em? Mẹ ngủ rồi, em dỗ mãi mẹ mới ngủ. dạo này mẹ toàn mơ thấy ác mộng ấy. Không lo đâu, mai chị chuyển khoản về nhá. Em nhớ chăm mẹ, đừng để mẹ lo. Bây giờ muộn rồi, nghe chị nói này phải đi ngủ đi đã. Vâng ạ, à, em biết rồi chị ngủ ngon. Tiếng tút tút kéo dài vút mãi vào khoảng không vô định. Ngọc đứng đó chơ ra. Trong cô có rất nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau Sự mệt mỏi hằn rõ trên trán Dù rất muốn tin về cuộc sống tốt đẹp Nhưng tại sao vậy? Tại sao ông trời hết lần này lần khác muốn trêu đùa cô? Ngọc vô thức bật đèn Ánh đèn sáng rực cả căn phòng Cô nhớ mình chưa đóng tiền nhà cơ mà Đánh liều bước vào nhà tắm mở vòi nước Một dòng nước mát chảy ra Hương tinh khiết sộc lên mũi Đánh thẳng thần kinh trung ương kích thích giác quan Làm đầu óc cô tỉnh táo phần nào Nhanh chóng tắm rửa xong Sau đó mở khóa hộp tủ nhỏ lấy ra chiếc hộp sắt Nắp hộp sắt bật tung Trong đó toàn bộ số tiền tiết kiệm những năm qua Bốn dĩ đợi đến dịp Tết năm nay về quê Dù nó sắm cho mẹ và các em những bộ quần áo đẹp Nhưng có lẽ lại không được nữa rồi Cô nhớ khoảng 3-4 năm trước Cẩm Vân, Cẩm Đan phải mặc những chiếc áo sờn vai đi chúc Tết Khuôn mặt chúng tội nghiệp vô cùng như đệ em của cô luôn mong cầu được bằng bạn bằng bè, mong cầu không bị người thân khinh bỉ. vậy mà người làm chị như cô vô dụng, không thể cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn. đêm nay không mây, những cơn gió buốt phả vào và làn da mỏng, càng làm người con gái đôi mươi thêm lạnh lẽo. những khó khăn trong cuộc sống, hai vài ba trò vặt vãnh bắt nạt trên trường học chưa từng khiến ngọc bận tâm, thế mà chỉ qua cuộc gọi của em gái đã làm tâm trạng cô suy sụp đến cùng cực. Cô muốn khóc, muốn yếu đuối một lần, nhưng giọt nước mắt sẽ làm cô trở nên hèn nhát, cô không thể. Tất cả số tiền tiết kiệm được quy đổi thành tài khoản và chuyển lập tức vào sáng hôm sau. Hóa danh chủ biết cô lĩnh lương nên tốt bụng cho cô dùng điện nước. Chỉ có điều ấy không ngờ cô tiếp tục nợ anh. Em biết đến hạn 3 tháng rồi, nhưng mà em xin anh cho em đóng một tháng nữa không ạ? À? Mẹ em dưới quê bị bệnh em phải gửi tiền về. Em nhận được lương, em gửi anh luôn, em xin anh đấy ạ. À? lần nào cũng nợ thế này, tôi không cho nợ nữa đâu. Em xin anh đấy, em thề, em có tiền trả anh luôn, chứ bây giờ anh đuổi em đi thì em phải làm sao? Anh chủ trọ hờ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản, xen lẫn bất lực. Tôi cho cô nợ nốt tháng này, tháng sau không có nữa thì tự dọn đồ đi, tôi không nói nhiều đâu nói rồi anh giật phát mấy đồng tiền trên tay ngọc và rời đi cô ngồi phịch xuống đất mệt mỏi gục mặt vào đầu gối bất chợt tiếng chuông vang lên ngọc miễn cưỡng nhắc máy đầu dây bên kia tiếng quanh chủ tiệm phở cầm ngọc à em nghe anh nói có chuyện gì thế anh anh xin lỗi em nhưng không thể tiếp tục nhận em làm việc anh có người mới thay thế em tiếng nói đều đều bật ra nhưng lại như tiếng súng liên thanh bắn liên tiếp vào đại não của cô đây là công việc cô phụ thuộc toàn bộ chi phí của mình vào đó. Đùng một cái, anh ta đòi đuổi cô, có phải muốn triệt luôn đường sống của Ngọc không? Anh à, em em xin anh đấy. Anh biết em khó khăn thế nào mà. Em không cần lương thưởng, em chỉ cần anh cho em làm thôi. Anh mà không cho em làm, mẹ em và hai đứa em của em phải làm sao đây? Anh cũng có gia đình, thông cảm cho em được không? Em cố gắng hết sức được không anh? Hay là thế này ạ? anh giảm lương đi cũng được chỉ cần cho em làm có được không ạ à? đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở dài một lúc lâu sau cất lên âm thanh đầy nặng nề ngọc à anh xin lỗi nhé thông cảm cho anh tiếng tút tút điện thoại vang lên tiếng tút đó sao nghe đau lòng như vậy cô chưa bao giờ ghét cái tiếng đó như bây giờ nó như hồi chuông cắt đứt hy vọng cắt đứt mọi niềm tin vào cuộc sống trong cô một tuần sau tiền học phí phải nộp Thời gian gấp gáp như vậy Biết đào đâu ra tiền Nhưng lúc thế này Ngọc chỉ muốn đâm sầm vào chiếc xe công cỡ lớn Chết quách đi cho xong Chỉ là trách nhiệm đè nặng trên vai Cô lớn rồi Cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình Hai ngày nữa đến hạn nộp học phí Trong lòng Ngọc nóng như lửa đốt Mỗi lần nghĩ đến tiền Đó cô trực chờ muốn nổ tung Chẳng nhẽ cô phải từ bỏ ước mơ của mình Vùi đầu vào đống công việc bóc lột sức lao động ngoài kia ư Chợt cô nhớ đến chiếc cọc Đúng là cậu ấy hạo nam Cậu bạn thân của mình Tại quán cà phê nhỏ Ngọc này Lần nào tôi gặp cậu Cậu cũng báo tôi Cô cười gượng nhìn sắc mặt cậu bạn Chưa kịp cất tiếng thì nào nói trước Cậu cần tiền muốn vay tôi đúng không Tôi lỡ đi quẩy quá đà hết tiền rồi Cậu vay tôi sớm trước một ngày là có cho cậu Đúng là số nhỏ thật Ngọc lộ rõ về mặt thất vọng Lần này đúng là đường cùng Cha sau này thay vì cứ lo lắng khoản học phí Cô nên nghĩ về những công việc mà cô sắp xin đi làm Nam không để tâm đến khuôn mặt thất thần của cô bạn Cậu thản nhiên ra ngoài nghe điện thoại Một lúc sau quay lại về mặt rất tươi Này, có cho mới cho cậu đấy Cho gì? Một cục tiền khủng rơi từ trên trời xuống cho cậu Ngọc nhìn bạn mình vô cùng khó hiểu Nam trước này luôn giúp đỡ cô rất nhiều nhưng cái vẻ mặt toát ra đầy sự phấn khích này Cô chưa từng thấy Chẳng kịp để Ngọc suy nghĩ thêm Nam nói ra một chàng Tôi có cậu bạn năm nay khoảng 27-28 Ba mẹ cậu ta bắt dẫn người yêu về Nhưng cậu ta không muốn lấy vợ Nên nhờ tôi tìm người đóng giả người yêu Về náo loạn buổi ra mắt đó Làm sao cho ba mẹ cậu ta không đồng ý là được Này Ngọc Cậu rất thích hợp đấy Cậu giỏi nhất là báo mà Cô lườm Nam một lúc Sau đó tỏ vẻ bất cần Tại sao cô phải giúp một kẻ mình không quen biết Thời gian của cô là vàng là bạc ấy chứ Nếu mà vụ này thành công cậu được 50 triệu đấy Nghe cái giá tiền xong Ngọc giật cả mình Cô chưa từng nghĩ cái giá phải trả cho việc phá hủy buổi xem mắt lại cao như vậy Chẳng lẽ bạn của Nam là người coi tiền như giấy à Cô thực để phục anh ta khi dám bỏ số tiền lớn chỉ để làm một việc hết sức vô bổ Một biết chắc chắn hơn cô hỏi lại Chỉ cần thành công được 50 triệu á thì tất nhiên Nói cho cậu biết Bạn tôi giàu lắm Cậu không tưởng tượng nổi đâu Nam cười cười đưa tay trước mặt cô tờ danh thiếp Bên trên ghi tên Hứa Nguyên Khải Cô lưu số điện thoại vào máy rồi hỏi Thế vậy bao giờ thì đi Chắc tối nay Khải gọi cho cậu bàn bạc bà cụ thể hơn Nhớ nắm chắc cơ hội này Nếu không không còn cơ hội thứ hai đâu Yên tâm đi Tôi chắc chắn sẽ để cái nhà đó tổn tôi tới già luôn một lúc sau Nam nói có việc nên giờ đi trước Cô uống nhanh chóng cốc cà phê giang dở Rồi nhấc mông ra khỏi quán Trên đoạn đường tấp nập Ngọc bước từng bước chân Tâm trạng vô cùng vui vẻ Chắc có lẽ cuộc đời cô sắp có sự khởi sắc Một thân người va chạm mạnh Khiến Ngọc loạn trọng suýt ngã Còn chưa kịp định hình chuyện gì Thì người kia dối rít cất tiếng Tôi xin lỗi tôi đang có việc gấp Tôi không cố ý Ngọc ngước mắt nhìn Hóa ra người phụ nữ tầm tuổi trung niên Bà ấy có dung nhan kỳ thực quá là hoàn hảo Dù qua thời xuân xanh Nhưng chỉ nhìn thoáng qua Khiến người đối diện khắc cốt ghê tâm Cô mãi ngắm nhìn người vừa va vào mình Không để ý đến những lời bà nói Mãi mới giật mình đáp lại Không sao ạ à, Cô có việc thì cô cứ đi đi Cháu không sao đâu Người phụ nữ nghe cô nói vậy Thì cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi Toàn bước đi tiếp Thì nhìn thấy dưới đất sợi dây chuyền từ bé đến giờ Ngọc nhìn thấy nhiều thứ lấp lánh Nhưng sợi dây chuyền đẹp và tinh xảo trước mắt là lần đầu tiên Nhặt lên rồi ngắm nghía Sợi dây chuyền có màu ánh bạc Điểm nhấn là viên kim cương ở chính giữa Nó thực sự trông rất đặc biệt Đồ giả lại đẹp tới thế này ư Có khi nào là đồ thật không nhỉ Hình như của bác gái khi nãy Suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng Cô lập tức đuổi theo người phụ nữ Vừa chạy vừa gọi lớn Cô ơi gượm đã Cô đánh rơi đồ rồi Tiếng hét cô rất to Khiến người phụ nữ ban nãy phải dừng lại xác định Ngọc thở phào vì mình đuổi kịp Cô xòe tay ra trước mắt bác gái kia Đây là dây chuyền của cô phải không ạ? Người phụ nữ ngẩn ra một lúc Bà nhìn sợi dây chuyền sắc mặt lập tức thay đổi nhanh chóng Cảm ơn cháu nhiều lắm Người là vật rất quan trọng với cô Cảm ơn cháu, cháu thực sự là người tốt Ngọc gãi đầu ngại ngùng Lúc nãy suýt nữa cô chiếm làm của riêng cũng may là con nhỏ thiên thần trong cô cãi nhau chiến thắng ác quỷ Cô cười nhẹ đưa lại vật quan trọng cho chủ nhân Lần này cô phải chạy trước vì phải về trọ chuẩn bị Chiều còn đi làm ở quán cà phê Cháu chào cô, cháu xin phép đi trước ạ à? Đèn vàng vừa nháy đỏ Cô vội sang đường để lại người phụ nữ ngơ ngác nhìn theo mãi Như nắm sợi dây chuyền trong tay Bà chưa kịp biết danh tính để trả ơn cô bé kia nữa Nếu là người khác có lẽ vật quan trọng này đã mất luôn. Bà cúi mặt thở ra một hơi, chợt dưới chân bà một tấm danh thiếp nhỏ. Nhặt lên nhìn, đây chẳng phải đứa con trai trời đánh của bà. Danh thiếp của nó đột nhiên xuất hiện ở nơi thế này là sao? Bà như bỏ tấm danh thiếp vào túi sách rồi lắc đầu đi đến nơi điểm hẹn. Chiều nay hết ca, cô ghé qua siêu thị mua ít mì gói và rau. Cũng lâu rồi cô không được rảnh rỗi vào buổi tối. Công việc dồn ép khiến Ngọc luôn cảm thấy áp lực Ăn uống thường hay vào khuya muộn Trời đông lúc nào cũng âm u Kéo theo tâm trạng con người cô đơn xuống bằng không Cô luôn tự lừa dối mọi người lẫn bản thân mình là mình ổn Nhưng sâu trong đáy lòng lúc nào cũng dâng lên nỗi tủi thân Cô thả lựa chọn lừa mình dối người Còn hơn trưng ra bộ mặt tiêu cực Cuộc sống này nó quá là khó khăn Nếu truyền tải cái mệt mỏi ấy cho người khác Thì Ngọc cô cũng thật tồi tệ Trở về căn phòng trọ nhỏ bé ọp ẹp Ngọc đặt túi đồ vừa mua lên chiếc bàn nhỏ Cô lục túi tìm chiếc danh thiếp Ba sáng cô vẫn chưa đọc kỹ nó Có điều không hiểu sao Hai bên túi áo không thấy đâu cả Cụ mày cô kịp lưu số đấy Nếu không thì vụt mất số tiền lớn kia rồi Đồng hồ trên tường tích tắc kêu Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy Để gọi hỏi thăm tình hình của mẹ Thì máy lại hết tiền Ngọc chán nản vứt điện thoại sang một bên Rồi nằm xuống giường ngủ một giấc Khoảng 8 giờ tối Cô bị tiếng chuông làm cho tỉnh Ngắm ngắn ngáp dài Mắt vẫn díp lại Cô bắt máy trong cơn ngái ngủ Alo ai thế? Tôi đang bận Là tôi đây, hứa Nguyên Khải Bà chữ hứa Nguyên Khải phát ra từ đầu dây bên kia Quả thực có trọng lượng Nó khiến cơn buồn ngủ trong cô biến mất hoàn toàn Là, là anh à? Chào anh, tôi là không cần giới thiệu cô chỉ cần nghe tôi nói là được giọng nói chả mấm nghe tưởng chừng nhị nhàng nhưng lại mang theo hơi hướng lạnh lùng khó gần cô nuốt nước mọt một cách khó khăn rồi chăm chú lắng nghe về việc cô cần làm chắc chắn nam nói hết với cô rồi nên tôi sẽ không bàn đến không cần biết cô làm bằng cách nào chỉ cần để bố mẹ tôi căm ghét cô không chấp nhận cô là được còn vấn đề thời gian thì vào tối ngày kia cô cho tôi địa chỉ tôi đến đón cô Bố mẹ tôi ghét nhất mấy cô gái hở hang nên tốt nhất cô mặc que ra càng nhiều càng tốt. Về tiền bạc, cô đưa tôi số tài khoản, tôi chuyển trước cho cô một nửa, nửa còn lại xong việc tôi chuyển nốt. Như vậy được chưa cô? Âm thanh đều đều phát ra liên tục khiến não bộ phát huy hết công suất để lắng nghe. Câu nói cuối cùng làm cô giật mình, nhất thời lắp ba lắp bắp. Được được rồi, vậy tôi chuẩn bị theo ý anh. Đọc số tài khoản đi. Trương Cẩm Ngọc đứng hình mấy giây Nhanh lên đừng làm mất thời gian của tôi Dạ tôi đọc đây Sau khi đọc xong Tiếng tút tút của điện thoại vang lên Một lúc sau là tiếng tinh Những máy nhìn 25 triệu được chuyển thẳng vào tài khoản Cảm xúc của Ngọc Chính là sự vui mừng khôn xiết Đúng là chỉ có tiền Mới làm cho con người ta hạnh phúc Và không phải lo lắng Thật ra Cô cũng tò mò Không biết người ở đầu dây bên kia nhìn thế nào Tại sao anh ta sắp đầu ba rồi mà chưa lấy vợ Thậm chí để trêu tức phụ huynh Còn sắp đặt cả buổi xem mắt Biết chắc là không thành công nữa Hay bề ngoài là tên xấu xa Số đau số đớn Không muốn nguồn gen sau này bị ảnh hưởng nhỉ Ngọc lập tức lắc đầu Nếu vậy anh ta cũng rảnh quá rồi Cô nhớ đến yêu cầu quái dị ban nãy Khải nói bố mẹ anh ta ghét con gái ăn mặc hở hàng nhưng cô chưa mặc mấy bộ đồ ôm sát body bao giờ Lại còn lộ cả vùng nhạy cảm á Thật tình cô không đủ tự tin tẹo nào Thở dài một hơi Thôi thì đâm lao phải theo lao Căn bản Ngọc cũng không còn sự lựa chọn nào Anh ta đâu thuê cô để làm theo ý mình chứ Ngày hôm sau Sau khi học xong trên giảng đường Ngọc ghé vào tiệm quần áo nhỏ Cô tìm những chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn Một chiếc váy ngắn ôm sát Nghĩ đến cảnh xét này được áp trên người mình Ngọc cảm giác đỏ mặt Cô ngại những ánh mắt giò xét của người khác nhìn chăm chăm Rồi cô gạt phát đi Dù sao mãi mới có dịp thay đổi bản thân Chỉ bằng bung xóa một hôm cho thiên hạ trầm trồ Cô phá ra tiền cơ mà Tội gì mà không thử nào Cho thêm đôi giày trắng phối cùng xét đồ Ngọc nhanh chóng thanh toán rồi ra về Cô gọi điện cho mẹ Biết tin mẹ khỏe nhiều khiến lòng của cô an tâm Thậm chí gửi thêm cho mẹ chục triệu bồi bổ Chỉ để cho mình tiền học phí và tiền trọ Dư ra thêm một chút tiền ăn nữa Suy đi tính lại Kiếm tiền thì lâu Tiêu tiền chóng vánh thật 25 triệu tưởng là số tiền lớn Nhưng nó bốc hơi nhanh đến mức chưa kịp định thần Ngày cô thể hiện sự báo đời của mình nhanh chóng ghé đến Khoảng hơn 6 giờ tối trước can trọ tồi tàn của Ngọc xuất hiện chiếc Rolls Royce chiếc xe so với căn trọ cô đang ở quả thực nó đối lập vô cùng dường như nó muốn nói nơi này vốn dĩ không phải nơi nó nên đậu lại biết người trong xe đang chờ ngọc cầm lấy chiếc túi sách và cái áo khoác cũ nhanh chóng chạy ra cô loay hoay mở cánh cửa xe ở phía đằng sau mà mãi chẳng thể được phải thôi từ bé tới giờ cô bao giờ chạm được vào ô tô bao giờ đâu huống chi đây còn là loại đời mới Cửa kính ở hàng ghế trên hé ra một khoảng để lộ nửa khuôn mặt người đàn ông. Lên ghế đầu đi. Ngọc lon ton chạy lên đằng trước, cánh cửa mở từ lúc nào. Cô thở phào một hơi rồi sau đó bước lên xe. Cô đóng cửa xe lại nhị nhàng, Khải cũng tiếp tục phàn nàn. Có cái cửa xe cũng đóng không nên hồn. Anh chưa kịp để cô định thần thì ghé sát vào người Ngọc, sau đó đóng lại cửa xe. Cô nhìn anh, bắt chiếc anh thắt dây an toàn rồi cúi gằm mặt vì xấu hổ. Cụ may học lỏm từ anh ta, nếu không chắc cô đào cái lỗ mà chui xuống mất. Vừa nãy có nhìn qua người đàn ông ngồi cạnh, anh ta trái ngược với những gì cô suy đoán. Ngọc ngỡ rằng một người ế thâm niên như Khải sẽ khuyết về nhan sắc, nhưng không, không những khuyết mà còn là thượng thừa. Từng đường nét trên khuôn mặt nam tính vô cùng sắc cạnh, sống mũi cao vút bờ môi mỏng, đôi mắt sâu hun hút như biển cả về đêm anh ta sở hữu thân hình hoàn hảo bờ vai rộng lớn vững chắc mang đến cho người đối diện cảm giác an toàn dù chưa đứng dậy nhưng cô đoán chắc khải chắc chắn cao hơn mét 85 nhìn lại bản thân, Ngọc cảm thấy mình cũng quá là trái ngược đi chế xe bắt đầu ngả bánh không khí trong xe im lặng đến đáng sợ lần đầu ngồi xe sang, cô thấy cảm giác là lạ lạ Nhìn đường phố qua cửa kính Xe máy ô tô đua nhau chạy dài Hóa ra khi cô đi bộ Nhìn dòng người vụt qua Và khi ngắm con phố thông qua khung kính Của chiếc ô tô Điểm chung vẫn là tâm trạng cô độc Xuất phát từ sâu trong đáy lòng Khoảng 15 phút nữa tới nơi Cô nhất định khiến bố mẹ tôi chán ghét cô đấy Khải cất tiếng phá tan Bầu không khí ngột ngạt nãy giờ Ngọc giật mình nhìn anh Cô cười giả lả Tất nhiên rồi anh cứ yên tâm đi Chuyện đơn giản như vậy, búng tay là xong thôi mà. Hài lòng phụ huynh thì khó, chứ để họ ghét thì quá dễ với cô. Trương cầm Ngọc, nói được thì phải làm được, tiền của tôi không phải giấy đâu đấy. Ngọc tỏ vẻ khó chịu, cái tên mặt sắt này lắm chuyện thế, đã bảo làm được thì cứ chắc chắn là được. Cô nhìn anh ta, lấy trong túi sách một chiếc túi nhỏ, đó là găng tay chống tiêu UV in họa tiết hình xăm độc đáo phong cách Halloween người ngoài nhìn qua sẽ nghĩ ngọc xăm hình rồng phượng luôn chứ chẳng đùa khải khó hiểu thắc mắc cô đang làm trò gì thế đang làm theo gái hư theo ý anh chưa sao nói rồi cô đeo hai chiếc găng tay và cánh tay nhìn qua cũng thấy rất hổ báo ngọc cởi áo khoác ngoài bây giờ cô không khác gì đứa con gái hư hỏng đua đòi khải cười thầm gật đầu tán dương sự chịu chi của cô gái ngồi cạnh đã làm tới mức này bố mẹ anh muốn không đồng ý chắc cũng không được bước xuống xe khải lịch thiệp mở cửa cho cô ngọc biết màn kịch bắt đầu từ đây nên bám cánh tay anh nhìn anh vô cùng chiều mến cả hai khoác tay nhau đi vào đại sảnh mọi người đi đường nhìn họ ai ai cũng há hốc miệng bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy người đàn ông điển trai phong độ đi cùng một cô gái như xã hội đen trông cặp tình nhân này giống như đôi đũa lệch nhìn thế nào cũng không xứng ngọc cố nhịn cười cô mà cười bây giờ mọi công sức hỏng bét giảo bước nhanh và đại sảnh ngọc choáng ngợp trước sự xa hoa nơi này cô chưa từng đến những chốn sang chảnh của giới thượng lưu chưa từng đặt chân tới những địa điểm nổi tiếng vậy nên khi sánh vai cổ khải dù là đóng kịch ngọc cũng có chút run rẩy bởi vốn dĩ những chốn này đâu phải dành cho kẻ quê mùa như cô nếu ngoài cửa đã kinh ngạc rồi đi vào nhà hàng bên trong khiến cho cô phải ngất cô đứng không vững nữa cảm giác thực sự trói mắt Có lẽ đây chính là hào quang chăng Cô đứng thẳng lên tự tin chút đi Giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên cạnh Trần An Cô mới bớt căng thẳng Lại chợt cảm thấy có gì đó như không đúng Anh nói ra mắt bố mẹ anh thôi mà Sao mà ở đây nhiều bàn ăn thế Cô bị ngốc đấy à Tôi nói ra mắt bố mẹ tôi Nhưng đâu có nghĩa cả họ hàng bạn bè của bố mẹ tôi cũng không đến đâu Cái tên chết bầm Cô muốn lao lên tát cho anh ta mới phát Hóa ra giá tiền cao đi với cái khó khăn này Cô đang chửi tôi đấy à Cô kìa sao anh ta biết nhỉ Ngọc nhỉ khải như muốn hỏi rõ Rõ ràng miệng cô đâu thốt ra lời nào Mà suy nghĩ của cô bị anh ta đọc hết vậy Tôi giỏi nhất đọc vị người khác Anh nói xà lơ như anh ấy Chuẩn bị tới lúc đấy Cô giữ vững tinh thần đi Yên tâm đi, cứ để tôi thể hiện thôi Thở mạnh một hơi Cô theo anh đi lên sân khấu Khải cầm micro giới thiệu rõng ràng Thưa bố mẹ Cô chú và các quý khách đang có mặt ở đây Cho xin giới thiệu Đây là Cẩm Ngọc người yêu cháu Cũng là người cháu lấy làm vợ Lời vừa dứt bên dưới nghe rõ Bao tiếng xì xào to nhỏ Nghe thoáng qua đoán được họ đang đánh giá Một cô gái qua vẻ bề ngoài Hứa Nguyên Hoàng Bố của hứa Nguyên Khải thì tối mặt ông cũng không ngờ thằng con trời đánh chỉ vì do không đồng ý nó và con nhỏ rượu ly bên nhau mà nó dám mang về cho ông đứa con gái hư hỏng thế này. Cố nhị cơn tức giận thế nào đi nữa ông nhất quyết không chấp nhận con nhỏ này. Đôi tình nhân trên sân khấu xuống chúc rượu mọi người. Ngọc cầm ly rượu một cách thô thiển âm thanh vượt quá mức cho phép mời ba mẹ bạn trai. Cháu chào hai bác ạ, à. cháu là người yêu của anh Khải. Cháu kính hai bác một ly chưa kịp để ông hoàng và vợ ông định hình cô uống cạn ly rượu như uống một cốc nước lọc uống xong không quên khà một tiếng rõ to khách hứa nhìn cô đánh giá có người thậm chí bĩu môi khinh thường ngọc tỏ ra bản thân mê rượu cô đi mời từ người một uống cho đã đời rồi ngã luôn ra bàn làm đổ cả đống cốc chén vỡ tan tành nhà hàng sang trọng cũng bị cô phá cho nát bét ôi cháu xin lỗi ạ à. cháu không cố ý đâu hoàng tức tới đỏ mặt Ông không thể nhẫn nhịn được quát lớn Trời đất ơi Mày dẫn cái thứ của nợ này về cho tao làm gì thằng kia Cút, cút hết đi Cô bà vai bố anh Mặt đỏ như gốc nấc theo từng cơn Bác đuổi á Tức là không nể mặt cháu à Bác làm mất mặt người yêu cháu đấy Cháu không Cháu không cho phép bác làm như thế đâu Khải kéo người cô lại Cười gượng rồi nhìn bố mình Anh biết Chắc chắn là ông đang rất tức giận Nhất định anh phải cho ông biết Nếu ông không chấp thuận Diệu Ly Thì chắc chắn phải chấp thuận một đứa con dâu tương lai hư hỏng thế này Cô mới làm mất mặt người yêu cô ấy Cô nhìn cô xem Từ đầu đến cuối có chỗ nào ra dáng một người con gái không Người thì xăm trổ Quần áo thiếu vải Chẳng ra cái thể thống gì hết Khải này Bố không bao giờ chấp nhận con bé này Con đưa nó đi ra khỏi đây đi lúc này khải không giấu được nụ cười đây chính là điều anh mong muốn như vậy anh và cô ấy được bên nhau nhưng câu nói tiếp theo khiến anh đứng hình như không có nghĩa bố sẽ đồng ý con với cái đứa làm diễn viên kia con nên nhớ con với nó là không thể nào còn giờ đưa con nhỏ thiếu giáo dục này đi cho khuất mắt bố nhìn thôi thấy toát ra sự vô học dù câu nói bố anh như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô nhưng biết được kế hoạch thành công Nên Ngọc thấy nhẹ nhõm vô cùng Đây rõ ràng là việc nhẹ lương cao Khải toan định đưa cô rời khỏi Giọng nói của người phụ nữ cất lên Khoan đã Mẹ đồng ý cho hai đứa lấy nhau Ngọc vừa bị tơn hớn toan rời khỏi nhà hàng Thì bị câu nói của mẹ chồng làm đứng hình Vừa nãy có phải cô bị điếc ngang không nhỉ Chứ ai có thể chấp nhận cô con dâu hư hỏng như vậy ấy vậy nhưng sự thực vũ vàng tát cho cô cái đau điếng khải khuôn mặt biến sắc rõ rệt anh lập tức đi giám định lại mẹ nói sao cơ mẹ nói mẹ cho phép con với cả ngọc lấy nhau thôi rồi bác ơi bác làm vậy là thả bay hơn 20 triệu bạc của cháu ngọc thầm nghĩ trong lòng đang đổ lệ không ngừng cô phải cố diễn tiếp không thể để tiền bay đi được chạy nhanh đến bên mẹ khải ôm chầm lấy bà như muốn tắt thở ôi cháu cảm ơn bác cho anh khải yêu dấu và cháu ở bên nhau cháu hạnh phúc quá đấy ạ à. bà như đập cánh tay cô gái đang gỉ lấy cổ mình rồi 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 ôm thế được rồi ông hoàng nghe vợ nói nhăng nói cuội ông tức giận lên tiếng không quan tâm khách khứa đang nhìn mình bà làm cái trò gì thế tôi không đồng ý con bé hư đốn này đâu ông để yên cứ để yên cho tôi giải quyết Nhìn thái độ của bố chồng Cô tự tin ván cờ này mình nắm chắc phần thắng Cô nở nụ cười tươi Đôi mắt rớm rớm và giọt nước mắt Cô bắt đầu kể ra vài ba nhược điểm Dễ bị nhà chồng đánh vào ô mắt lượt Cháu quen đi chơi đêm Nên cháu không biết nấu nướng gì Toàn lẽ khả nấu cho cháu thôi Hôm nào cháu chán cũng uống rượu thay cơm luôn ý Với lại nếu cháu làm dâu Cháu không mặc đồ kín đâu ạ Cháu thích mặc thế này cho thoải mái Từ nhỏ cháu có ước mơ lớn lên xăm kín người Làm dấu mốc cho cuộc đời mình sau này lấy chồng chồng cháu cũng phải xăm như cháu luôn ấy ạ à? bà như cau môi khó đoán bà gật đầu nhìn cô không sao đâu bác tôn trọng quyết định của con tôn trọng cả quyết định của thằng khải nữa ôi giờ đất ơi sao bác gái dễ tính thế này bác nên tức giận đuổi cô đi chứ ngọc đưa đôi mắt cầu cứu phía khải anh ta không lên tiếng nữa là hỏng bét luôn đấy cô thực sự làm hết công suất rồi anh tiến phía cô ôm lấy eo cô Tiên cô đập mạnh khi lần đầu tiếp xúc gần gũi với người khác giới lạ mặt anh ta đâu cần phải ôm ấp như thế chứ khải không quan tâm sự ngự ngùng thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt người con gái anh nhìn mẹ đầy thách thức miệng khẳng định chắc nịch cảm ơn mẹ tác thành cho chúng con nếu mẹ không cản con chắc chắn cưới cô ấy cái gì tên này não bộ có vấn đề à nếu không phải đang đóng kịch chắc chắn cô cho anh ta cú đấm vào miệng chưa cái thói ăn nói xả lơ Cô sợ rồi đấy Lẽ ra không nên chấp nhận cái yêu cầu quái quỷ này Mẹ không cản Mẹ chỉ cản con đến với Diệu Ly Còn tất cả cô gái khác Mẹ hoàn toàn không can thiệp Thôi con mau đưa Ngọc về đi Mấy nữa sẽ bàn chuyện hôn sự Câu nói của Như Làm tim cô đập mạnh liên hồi Như bốn nhảy ra khỏi lồng ngực Không thể được Sao mọi chuyện tiến tới mức này Đôi chân Ngọc mềm nhũn Nếu Khải không đỡ Chắc cô ngất tại đây luôn rồi anh đưa cô ra xe Mọi người ở nhà hàng ra sức đàm tiếu Như vừa xem vừa kịch hay Không ngờ con trai tập đoàn GM Lại vì cô diễn viên dịu Ly không tên tuổi Mà mang một kẻ nghèo nàn Thất học ra dọa bố mẹ anh ta Hóa ra lý do đến giờ Anh ta chưa thành ra lập thất Là vì không thể lấy được người anh ta muốn lấy Có phải chăng Khải đúng với câu nói Đàn ông bỏ lỡ người con gái mình yêu nhất Sẽ trở nên tùy tiện đúng không Rời khỏi nhà hàng Ngọc lộ rõ sự sợ hãi Mặt cô xanh như tàu lá chuối Bữa nãy uống nhiều rượu Hơi men còn ngấm Cái miệng lợi dụng điều đó ra sức hạch sách Anh vừa nói ngớ ngẩn cái gì thế Đâu anh bị chập đấy à Anh nói như vậy Lỡ như Không hiểu sao nói đến đây Cô không nói tiếp được cứ ấp úng mãi Về sau đó khiến mặt cô đỏ ửng Dù sao Ngọc cũng mới có 20 xuân xanh Chuyện hôn nhân cả đời Dù chỉ là giả cũng khiến cô để tâm Khải nhếch môi nhìn Tôi chỉ nói chống cháy vậy thôi Tính mẹ tôi tôi biết Bà ấy ghét nhất là con gái xăm hình Và mặc đồ hở hang Mẹ tôi còn ghét hơn cả ba tôi chứ Ngập ngừng một lát anh nói tiếp Cô ấy chỉ có một hình xăm nhỏ Bà ấy đã không đồng ý mà Ngọc nhìn em khó hiểu Cô không quan tâm về sau Vì dù sao cũng không loát được Nhưng về trước anh nói chính là khẳng định Chắc chắn một điều bác gái không đồng ý Vậy Thế tôi vẫn nhận được số còn lại đúng chứ? Thì tất nhiên, cô làm việc cũng đâu có tệ, uống nhiều rượu như vậy nữa chứ. Nghe số tiền vẫn còn, cô cưới như được mùa. Thế là nhiệm vụ đã xong, từ nay cô và anh cũng không còn dính líu gì tới nhau. Mà kể ra đi cổ khải cũng toàn gặp một mớ rắc rối phiền phức. Bây giờ đã về khuya, hôm nay trăng non, bầu trời tối đen như mực. Thi thoảng trên trời cao có tiếng của vài ba con quạ vẫy gọi nhau trong đêm tối. Khải tốt bụng đưa cô đến tận trọ Đầu cô choáng váng Có lẽ lần đầu uống nhiều rượu như vậy Bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ Nên ý thức sớm không còn được tỉnh táo nữa Anh nhìn cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt trên xe Đã làm ơn thì đành làm ơn cho chót Khải bế thốc cô lên Miệng không ngừng hỏi Chỏ cô ở chỗ nào thế Sao một nơi tối tăm thế này Cô có thể sống được vậy Ngọc nói trong mơ hồ Rằng anh cứ đi thẳng khải bất đắc dĩ làm theo đầu cô dựa vào vai anh hương thơm nam tính sộc thẳng cánh mũi mang cho cô cảm giác an toàn từ khi lên thành phố lớn cô lao lực kiếm tiền nên để có mối quan hệ yêu đương cũng không có người con trai duy nhất cô quen là nam cũng là người bạn thân quen ở quê cậu ấy không vì cô nghèo hèn mà khinh ghét thậm chí rất nhiệt tình giúp đỡ thật tâm mà nói cô biết ơn cậu ấy dù nhiều lúc gây không ít phiền phức nhưng để tìm được người như Hạo Nam Thì đúng là cực kỳ khó Khải bế cô trên tay Anh chưa từng thấy người con gái nào nhẹ tới như vậy Cả người gầy nhom như thiếu chất trong thời gian dài Con đường tối tăm này Đến anh còn có chút ái ngại Vậy mà cô gái trong tay còn sinh sống tại đây Kể ra thì cũng kỳ lạ thật Đứng trước căn trọ nhỏ bé ọp ẹp Khải lấy chìa khóa trong túi sách của cô mở cửa Tiếng két chói tai vang lên anh tìm công tắc bật đèn Ánh sáng yếu ớt dần hiện lên Nó thực đối lập với cả bộ đèn cảm ứng Tại biệt thự của anh Căn trọ quá nhỏ Nhỏ tới mức khải cảm thấy ngột ngạt Anh đặt cô xuống giường Cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng tanh Không chắn nổi gió đông giá rét ngoài kia Dù sao cũng cảm ơn cô nhé Có điều chắc có lẽ Cô ấy không thể là của tôi Khải cẩn thận tắt điện Đóng cửa phòng trọ rồi rời đi anh không về nhà mà ghé vào quán ba Ngay lúc này chỉ rượu mới giúp anh không nhớ đến những điều tồi tệ Nhiệm ngủ rượu vang đỏ Thứ chất lòng sóng sánh thực đẹp khiến người ta say mê Điều đứng như cô ấy vậy Anh quen cô khi học đại học năm tư và một buổi chiều nắng đẹp Đổi gió đi uống cà phê Thì một cô nhân viên hậu đậu Vô tình đổ cốc Blue Mountain lên chiếc áo đắt tiền của anh Vốn khải định chất vấn Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đong đầy nước Đáng thương kia anh lại không nỡ có lẽ chỉ quát thêm một câu Giọt lệ sẽ trực trào rơi xuống Lâu dần anh trở thành vị khách quen của quán Chỉ để nhằm tiếp cận cô nhân viên đáng yêu kia Anh mặt dày xin info Tán tỉnh các kiểu Làm mọi cách để lấy lòng Cuối cùng sau 3 tháng Thì cô gái đó đồng ý Người con gái đấy có cái tên thực đẹp dịu ly Một cái tên đối với Khải thực nhẹ nhàng làm sao Nghe thôi trái tim tan chảy Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng Che chở cương chiều Nhà của Ly rất nghèo Cô ấy rất ngại với bạn trai Nên luôn kiêng rẻ đủ thứ Từ chuyện ăn uống Khải càng vì điều đó mà yêu cô hơn Anh tặng rất nhiều đồ đắt tiền trang sức xa xỉ Có khi làm cả đời Rượu ly cũng chẳng mua nổi Yêu nhau 4 năm Nhưng một tên nổi tiếng bad boy như anh Cũng không động đến cô vì anh không nỡ Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ Không chứa chút tạ dục của bạn gái Anh thở dài đầy bất lực Sao trên đời này có cô gái như người yêu của anh Đúng là một bức trách anh mà Mãi sau này Khải mới biết ly muốn trở thành diễn viên Anh hết sức tạo điều kiện để cô bước chân vào showbiz Dù rất rõ có nhiều cám dỗ Nhưng nhớ lại đủ hôn nồng cháy hôm đó Lần đầu cô dành cho mình Anh tự chủ không được khẽ cong môi Cô bé này đúng là thực biết cách khiến đàn ông chết mê chết mệt Cứ như vậy thì để anh từ chối cũng khó khi vào môi trường mới, Khải cảm thấy bạn gái thay đổi rõ rệt. Cô đa dạng nhiều phong cách thời trang, chủ yếu phong cách sexy trưởng thành. Cô xăm một hình nhỏ trước ngực. Nếu không phải hôm họp báo, Diệu Ly mặc áo xẻ rãnh thì anh cũng không biết. Nhìn bạn gái tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp nam, Khải ghen tuông nhiều lắm. Anh không thể tin một cô gái dịu dàng, nhu thuận như Ly có thể diễn cảnh hôn và cảnh nóng một cách tự nhiên như vậy. Anh biết nếu không cố gắng giữ bạn gái, Sớm muộn gì cô ấy cũng bị đám ong bướm bên cạnh ve vãn Vậy nên Khải đưa Ly về ra mắt bố mẹ mình Ngày hôm ấy, Ly mặc chiếc áo crop top chia đeo hở ngực lộ rõ hình xăm Chiếc quần jean ngắn trên đầu gối Chân đi đôi bút đen cao làm bật lên làn da phát sáng của cô Mái tóc đen ngày nào được cô đổi thành màu đỏ cháy rực Khải nhìn phong cách mới có phần e ngại Nhưng thiết nghĩ người yêu mình mặc như vậy trông cũng rất đẹp nên vui vẻ tặng cho cô đụ hôn trấn an trước khi ra mắt chỉ không ngờ bố mẹ anh phản ứng kịch liệt tới như vậy sau ngày đó ly luôn né tránh anh cô ấy lao đầu vào công việc diễn xuất anh đã nói chắc chắn khiến bố mẹ đồng ý nhưng dường như cô gái không hề tin tưởng yêu nhau bốn năm trời đã bao giờ anh để cho cô chút thiệt thòi nào vậy tại sao chút lòng tin thôi cũng không dành cho anh dù chỉ một chút thậm chí khải tự hiểu có phải những năm qua chỉ là tự mình anh đa tình không? Anh tìm mọi cách chứng minh cho ba mẹ anh thấy cô là người tốt Nhưng họ chẳng hề động tâm Cuối cùng Khải thuê cô gái tệ hại mang đến cho họ với mục đích Nếu không phải rượu ly Thì hình tượng cô con dâu bố mẹ ghét nhất được gả và hứa ra Chỉ là anh chẳng ngờ mẹ mình lại đồng ý chứ Khải uống cạn ly rượu Hết chai này đến chai khác Cuối cùng say đến không biết trời trăng gì Chủ đề thức cuối cùng start lại Hãy gọi điện cho Nam Cậu đến đón tôi về đi Lại vào cái giờ này á Cậu được đấy nhỉ Hết chuyện để làm rồi ư Một lát sau Nam kéo anh lên xe rồi đưa tới nhà riêng Anh lầm bầm chửi rủa người ta rất lâu Ai bảo phá giấc ngủ của mình Trời thì lại Đáng nghĩa có thể nằm trong chăn ấm nệm êm Nhưng không Tất cả tại cậu bạn chơi đánh này Say thế này Chắc vì cái cô diễn viên mới nổi kia rồi đúng là dính vào tình yêu thì không có kết cục tốt đẹp cụ may hắn rất ngoan chỉ chơi thôi chứ không có yêu vứt tạm khải vào giường nam nhanh chóng về nhà tiếp tục ngủ chơi cả ngày phải ngủ để lấy sức chứ sáng hôm sau cô ôm cái đầu đau như bố bổ, bổ vì rượu tới giờ mới hiểu khi say nó kinh khủng như vậy từ giờ đến già cô chừa không bao giờ dính tới rượu bia nữa hôm nay cô ngủ quá giờ rồi cũng may được nghỉ Tài khoản được chuyển tiền từ lúc nào Ngọc thở phào Xem ra ông trời ưu ái cho cô nhiều lắm Tiếng chuông điện thoại vang lên Đầu dây bên kia là tiếng của Cẩm Vân Chị à Cuối tuần này chị được nghỉ nhiều không ạ Nụ cười nở trên môi Người thiếu nữ như đóa hoa mùa xuân Cô nhị nhàng đáp lại Có chứ Ngày kia chị về quê Chị được nghỉ tận 4 ngày luôn đấy Thật ạ à, La đem báo với mẹ Mẹ sẽ vui lắm vân tạm biệt cô rồi cất điện thoại vân tạm biệt cô rồi cất điện thoại ngọc đi đóng nốt số còn lại cho anh chủ trọ và cả học phí luôn tản đá nặng trên vai cuối cùng được gỡ bỏ phần nào công lớn nhất trong chuyện này là nam cô nhất định phải cảm ơn cậu ấy tử tế mới được lô bạn tối nay rảnh đi chơi không bạn đi ba nhá ok đi ăn rồi xem phim tôi bao nam cười giòn tan hắn hỏi giò được tiền rồi hay sao mà phóng khoáng vậy đại ra đây thế cô đi không anh vuốt vuốt cầm đắn đo một lúc lâu nhưng tôi thích đi ba ngày nào cũng quẩy rồi quẩy nữa vẹo xương sống để bạn yêu chốt đi ăn xem phim không nói nhiều nữa nam thở dài một hơi đầy bất lực nhưng miễn cưỡng đáp lại biết rồi nam cúp máy anh cười trong vô thức nếu nhớ không lầm đây là lần đầu cô bạn bận rộn rủ riêng anh đi chơi Cơ hội hiếm có Tất nhiên là phải nắm bắt rồi Tối đó cô diện bộ đồ đơn giản Chiếc áo sơ mi trắng Kết hợp cùng một chiếc quần bò dáng suông Đi đôi giày vừa mới mua hôm trước Trời khá lạnh Ngọc mặc thêm một chiếc áo khoác phòng xương đêm Cô gọi cho Nam hẹn địa điểm Rồi nhanh chóng dảo bước Dù sao cũng chỉ cách trọ tầm hai cây rưỡi Cô cũng không ngại đi bộ tới đó Đến nơi đã thấy Nam chờ từ lúc nào Bạn mình thay đổi tính nết rồi đấy à được con bạn kẹt sĩ thiết đái Tất nhiên đi sớm không nhỡ nó đổi ý thì sao Một cú đấm mạnh vào tấm lưng yếu đuối Nam hét lên trong đau đớn Trang thực quá đáng với thần thiếp đấy Cô nín cười lên tiếng dọa nạt Im đi thấy ớn à Có đi nhanh không thì bảo Biết rồi Đôi bạn thân lâu năm dẫn nhau tới quán buffet lẩu Nhanh chóng đặt bàn rồi thanh toán Cô và anh lựa chọn nơi cách cửa ra vào một khoảng Hương thơm đặc trưng của lẩu tấn công dồn dập cánh mũi rồi lao xuống bụng làm nó kêu lên vài tiếng. Từng miếng thịt bò đỏ tươi xếp lên nhau, ướp cùng nước sốt đậm đà thơm phức bày ra đĩa vô cùng đẹp mắt. Trải dài cả quầy là biết bao thành phần làm nên đặc trưng của lẩu. Ngô ngọt được cắt sẵn, tôm càng xanh tươi giói vừa được nhân viên quán đem ra. Không chỉ vậy, có có cả kem, bánh flan, sữa chua, cả coca ướp đá lạnh dùng tráng miệng. Thông thường cô chỉ là phục vụ người khác ăn Hôm nay ngồi tại đây dường như thấu hiểu toàn bộ nỗi khổ của người làm công Thấy luôn hình bóng của mình trong đó cũng lại có chút chạnh lòng Thôi thì cho cô được hưởng hết sung sướng một ngày vậy Như khi nhìn đống đồ ăn đẹp mắt kia Ngọc trở nên lười biếng Một miệng sai kẻ đang bấm điện thoại ngồi đối diện như một thói quen Cậu đi gắp đồ ăn đi Nam ủy hoài đáp lại Chịu thôi Cô giờ nằm đấm Anh lập tức ngoan ngoãn đứng dậy lấy đĩa Tầm 15 phút sau Trên cái bàn màu trắng phủ đầy đồ ăn Cô tiện tay gắp miếng thịt bò Cuộn nấm kim châm thả vào nồi lẩu sôi sùng sục Đôi mắt sáng rực vì phấn khích Chuyển đi bạn ơi Mấy cái này tôi chán rồi Cậu ăn hết đi Câu nói của Nam làm cô hụt hẫng Miếng thịt trong tay khựng lại một lúc Phải rồi, nhà cậu ấy có điều kiện Sao cô lại quên mất chứ Ngọc cố gắng cười Làm tươi bầu không khí Cô biết cậu bạn này luôn nói những lời vô thức còn mình thì lại suy nghĩ quá nhiều Thành ra tự chuốc lấy tủi thân Kỳ lạ Rõ ràng bao lời tổn thương cay nghiệt Xã hội đối đãi với cô chẳng màng Mày mà khi bản thân hưởng thụ chút Tim đột nhiên thắt lại Một mình ăn đống rau thịt đó mà chẳng hết nổi Đây còn là quán buffet Nên không thể mang về Dù tiếc ngẩn tiếc ngơ Nhưng cái bụng không chứa thêm nổi cái gì nữa Ngọc đành rủ Nam đi xem phim Đến dạp cũng gần 9 giờ tối Hay đi về đi Cô thương lượng nói với bạn Đến đây rồi con về Cậu bị rảnh đấy à Chọn phim đi mau lên Cô nhìn những tấm poster quảng bá vài bộ phim hot gần đây Nhưng bản thân chẳng mấy hứng thú Chẳng nhẽ đi cùng bạn thân lại xem phim tình cảm à Vậy cậu chọn đi Tôi lười chọn lắm Nam bất lực rồi tìm đại một phim Nghe tên cũng có vẻ chiến Chắc là thể loại phim hành động Cả hai mua vé Một bịch bắp và hai cốc coca mang vào giảm vì phim chưa chiếu nên bên trong tối thui cô suýt vấp bậc thang hạo nam vội đỡ kịp may có cậu ấy nếu không bây giờ chắc cô sấp mặt luôn rồi nhìn cháu ngồi vào ghế ngọc đặt bịch bắp ở chính giữa tiện cho việc ăn uống rồi tập trung nhìn màn hình đang có màu đen trước mắt một lúc sau phim chiếu cô tò mò hỏi cậu chọn phim gì thế à chọn đại thôi hình như phim hành động ấy ờ tôi cũng muốn xem phim đánh nhau những thước phim hiện lên trong không gian ngập tràn bóng tối Thứ ánh sáng le lói trong căn phòng rộng lớn Là mọi sự tập trung đổ dồn vào nó Mở đầu bộ phim Cảnh đánh đấm ác liệt Nam chính là nạn nhân và may mắn được nữ chính cứu Xem khoảng 10 phút Cô cảm giác không đúng Rõ ràng đây là phim tình cảm Mà còn là loại tình cảm khiến con người ta bỏng mắt nữa Không ổn không ổn Cậu bạn này đúng là quá báo nhưng trái ngược với khuôn mặt đỏ dần của cô nam có vẻ thích thú đây rõ ràng nằm trong bàn tay của cậu ta còn gì chọn kiểu gì không biết chọn cái thể loại này biết vậy thà chọn hoạt hình còn hơn cô không xem nổi nữa đành nhắm mắt đi ngủ vậy mà không biết qua bao lâu ngọc bị âm thanh từ trên đỉnh đầu đánh thức trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê cô nghe tiếng nam nữ nói chuyện có hơi lớn tiếng bình thường em vẫn đóng thể loại phim thế này đấy à Cô gái kia có vẻ khó chịu phản bác. Có phải anh không tin tưởng em đúng không? Đó cũng chỉ là phim thôi, ngoài đời em vẫn là em, là người yêu của anh mà. Anh tin em, nhưng anh không tin những kẻ đóng phim chung với em. Anh cũng biết ghen chứ, em không nghĩ đến cảm nhận của anh chút nào à? Này Khải, anh không tôn trọng em rồi đấy. Cái tên từ miệng cô gái thốt ra làm cô lập tức tỉnh ngủ, quay sang nhìn nam, chỉ đen lắc đầu ngón tay để trên đầu môi ám hiệu im lặng ngọc biết ý cũng không nói gì nam ghé sát tai cô nói tôi biết suy nghĩ hiện tại của cậu nhưng chúng ta tốt nhất nên làm như không quen vì cậu ta ghét nhất người khác biết cậu ta đang cãi nhau với bạn gái nam nói vậy có nghĩa là người đàn ông kia đích thị là khải ư cô cũng không ngờ người cao cao tại thượng như anh ta có lúc mất kiểm soát thế này ngọc nghe lời nam Cô ngồi im không nhúc nhích Tiếng cãi vã mỗi lúc một nặng nề Anh đúng là gã tuổi Anh chẳng bao giờ thấu hiểu em Cũng không bao giờ coi em là người quan trọng nhất trong anh Khải Anh đừng tưởng tôi không biết Anh đã dẫn một người con gái khác không phải tôi để ra mắt bố mẹ anh Nếu đã không cần nhau Nói với tôi một câu thôi Ly chưa bao giờ nói chuyện với anh kiểu như vậy bao giờ Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn anh ánh mắt xa lạ Đầy sự oán trách Tại sao cô ấy không hiểu mà dồn anh vào thế bí thế này? Dẫu biết cô ấy hiểu lầm, như Khải hết sức kiên nhẫn. Anh muốn cứu vãn mối quan hệ bằng mọi giá. Nghe anh nói, không phải như em nghĩ. Anh đang làm mọi thứ vì tương lai chúng ta. Khó khăn lắm chúng ta có dịp bên nhau. Ngoan, nghe anh được không nào? Chúng ta đến đây không phải để cãi nhau. Từng giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ. Lì ấm ức bật khóc nức nở. Khải kìm không được ôm cô gái nhỏ trong lòng. Mỗi lần thấy khuôn mặt ấy Lòng anh như muốn vỡ vụn Anh sai rồi Anh không nên hiểu lầm em Anh vẫn luôn tin em mà Ly Anh chỉ không muốn em làm việc cực khổ Em ở nhà được không Anh dư sức nuôi em Ly đẩy anh ra Vậy suy cho cùng cũng không ủng hộ cô à Nhưng biết sao giờ Anh ta có tiền Thôi thì cô phải dùng cách khác Lần này có vẻ anh ta khá kiên quyết Chỉ đáng tiếc anh hùng khó qua hải mỹ nhân Cố bày ra bộ mặt đáng thương Ly tủi thân trách móc Em không muốn như vậy Anh cũng biết em không cần tiền của anh Em đâu phải người ham hư vinh Em muốn tương lai chúng ta có sự tôn trọng của đối phương Thì mới có thể lâu dài được Giọng nói như mật ngọt Làm trái tim khải muốn tan chảy Cô gái của anh đúng là một người tốt Cứ sao bố mẹ nhất quyết phản đối như vậy Nhất định anh sẽ khiến bố mẹ Phải chấp nhận bằng được ly Không thể để cô chịu ấm ức được Bộ phim cuối cùng kết thúc Ngọc vươn vai rồi đứng dậy Cô cũng không muốn nghe lén Nhưng cuộc trò chuyện sến sẩm ban nãy Cứ như thế vô tư đập vào tai cô Thôi thì đành làm như điếc Chứ biết sao bây giờ Gần 11 giờ đêm Nam ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ Còn cô thì đang mắc đi vệ sinh Ngọc bảo cậu bạn chờ bên ngoài Còn mình chạy vội vào toilet Vì cũng chẳng còn mấy ai Đường đi tới đó rất vắng Âm thanh bước chân cô vang vọng Khiến trong lòng có chút run sợ Vội mở cánh cửa nhà vệ sinh Cô chọn ngay buồng đầu tiên giải quyết Xong xuôi tâm trạng nhị nhàng hẳn Toàn đứng lên thì Ngọc nghe thấy tiếng nói của nữ buồng kế bên Anh chạm vào đây, chỗ này Em đang làm gì thế, không được đâu Sợ cái gì chứ Chỉ cần anh mãi ủng hộ em Anh muốn em làm gì em cũng làm Khải à, cơ thể này là của anh Nhanh lên nào, em chịu không nổi đâu Cái quái gì Cô gái kia bạo thật đấy Khuôn mặt ngọc đỏ ửng như là gốc chín Cô không biết bây giờ nên ra ngoài Hay cứ ở trong đây Nếu ra ngoài kinh động bên kia Ở lại chắc chắn não cô đen gì mất Ngọc đàn đo suy nghĩ Thì chuông điện thoại kêu Ôi trời đất ơi ai gọi vào giờ này Cô luống cuống tắt máy Dối quá làm rơi cả điện thoại xuống sàn Chân cua loạn xạ Chiếc điện thoại bay qua khe hở sang phòng bên cạnh luôn Thôi kiếp này coi như bỏ thật rồi Cô bạm môi mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài Bởi cô biết chắc đôi nam nữ kia Cũng vì chiếc điện thoại chết tiệt đó Làm hỏng chuyện tốt của bọn họ Khoảng một hai phút sau Chốt phòng bên cạnh được mở Ngọc xấu hổ cúi gằm mặt Lý nhí cắt tiếng Xin lỗi tôi tự không cố ý Cô có thể cho tôi xin chiếc điện thoại lại được không Mặt càng lúc càng đỏ Đầu óc cô nóng đến mức muốn nổ tung Một giọng nam trầm ấm cất lên Trên tay cầm chiếc điện thoại hướng phía Ngọc không sao đâu đồ của cô đây bàn tay run run cầm điện thoại cô ngước mắt cảm cảm ơn anh chị trương cầm ngọc sao cô ở đây ô trời đất ơi anh ta chẳng phải hứa nguyên khải chân cô không đứng vững suýt thì ngã quỵ có lẽ cách giải quyết nhanh nhất chính là chuồn lại mà thôi ngọc cúi đầu xin lỗi vài lần rồi nhanh chóng chạy mất để lại ánh mắt khó hiểu của anh Ly nhìn theo bóng lưng cô gái kia mà bàn tay siết chặt còn à đó dám phá hủy chuyện tốt của ly. Chỉ chút nữa thôi, anh ta là của cô. Vậy mà bị buộc kẻ không biết điều phá đám, Đúng là tức chết cô rồi. Nhưng hình như Khải có chút quen biết cô ta thì phải. Nếu không sao biết cả tên và nhìn bằng ánh mắt thắc mắc như vậy. Khải cất lời cắt ngang mạch suy nghĩ của ly. Muộn rồi em, chúng ta về thôi. Anh muốn giữ cho em để đêm tân hôn. Em đừng gượng ép bản thân. Ngọc chạy thục mạng ra đại sảnh Vừa thấy Nam cô hét lớn gọi tên Anh thấy cô với bộ dạng hớt hải Thì cười ngặt nghẽo Tôi đâu có không chờ cậu đâu Nôn nóng gặp người bạn đẹp trai này quá rồi đấy à Này câm đi Thở câu nào tôi muốn đấm cậu câu đó Cô mở điện thoại Dí vào mặt anh của gọi ban nãy Cậu bị điên hay sao gọi tôi vào lúc đó Thì tôi chờ lâu tôi gọi thử thôi Thế có chuyện gì Báo đời Tại nó tôi chạm mặt hứa Nguyên Khải đấy Biết chưa hả Nam ngẩn ra một lúc Vì chưa thể loát được thông tin bạn mình nói Mãi lúc sau khi định thần Anh lập tức kéo tay cô chạy như bay Một ánh mắt sâu thẳm như màn đêm Nhìn theo hướng đi của họ Trên môi khẽ nhách nụ cười không rõ cảm xúc gì Trên đời đúng là nhiều điều trùng hợp Lý bám chặt cánh tay anh nũng nịu đòi về Khải đưa cô ta tới chung cư Có bản thân lái xe tới nhà riêng Tính ra 14 năm mà đúng nhiều thay đổi Thủ còn Hàn Vi Ly sống trong căn trọ nghèo gần ngoại ô thành phố Vậy mà giờ đây có thể thuê được cả chung cư Chẳng hiểu sao trong tâm trí Anh nhớ cô gái nhỏ khi ấy Ngây thơ đáng yêu biết bao Dẫu vậy ước nguyện cưới được Ly Là điều anh hằng khao khát Ngày nhất định làm được Vì anh tin cô ấy luôn là tinh tú trong cuộc đời anh Khải mới sáng sớm rời khỏi nhà riêng anh lái chiếc Rolls Royce tới nhà chính Lúc này ông Hoàng đang thưởng trà tại phòng khách Còn bà Như chăm chú cắt tỉa cây cảnh bên vườn Hai ông bà thấy con trai về thì rất bất ngờ Vì hiếm khi anh chủ động tới đây Trừ những lúc bị ép Như bỏ chiếc kéo trên tay xuống Bà vào nhà nói thím loan pha cho anh cốc cà phê nóng Tưởng quên cái nhà này rồi Ông Hoàng vừa nói vừa nhấp ngụm trà hoa cúc anh không nói gì, cầm lấy tách cà phê Thím Loan vừa mang ra thưởng thức. Mùi hương đặc trưng của thức uống quen thuộc chui trong cánh mũi anh, kích thích não bộ người đàn ông sắp vào độ tuổi tam tuần. Hải tham lam hít lấy hơi khói bay trên thành cốc, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Con muốn cưới rượu ly. Cuối cùng con chịu thừa nhận, đưa một cô gái hư đốn ra mắt bố mẹ để chấp nhận cô diễn viên kia. Mẹ không đồng ý, bố con cũng không đồng ý, Hoàng nâng khóe môi tỏ vẻ tán thành ý kiến của vợ Ông biết đứa con này vô cùng cố chấp Nhưng nhất quyết ngăn cản đến cùng Ông biết điều gì là tốt cho con trai của mình Bố mẹ à, Ly là cô gái tốt Con quen cô ấy 4 năm nên con rất hiểu Tại sao bố mẹ không tác thành Như nâng khóe mắt Trên môi bà nở đủ cười bí ẩn Nhìn thẳng đôi mắt đầy sự quyết tâm Rồi lên tiếng thách thức Được rồi Vậy con dám cược với mẹ không Nếu con thắng Mẹ cho phép con rước ly làm dâu nhà chúng ta Nếu con thua Nhất định phải lấy vợ trong năm nay 28 tuổi đầu Bố mẹ không chờ được nữa Anh nghe mẹ nói lời đó Cảm giác trong lòng như nở hoa Ván cược này tất nhiên anh không thua Ly chắc chắn sẽ đồng ý thẩm thoát tới ngày cô về quê Lâu lắm rồi chưa được đi trên con đường nhỏ quen thuộc Bước xuống xe khách Rồi tạm biệt bác tài Ngọc giả bước thật nhanh Cùng mấy năm Khung cảnh nơi đây thay đổi thật nhiều Năm tháng trôi qua vội vã Con người chẳng hề nhận ra bản thân Và mọi thứ khác xưa Chỉ mãi đến khi vô tình ngoảnh lại Mới thấy nó không còn dáng vẻ ban sơ ngày đó Cây gạo sừng sững Mỗi khi hè đến nở rực cả góc trời Là biểu tượng cho ký ức tuổi thơ của cô Cũng bị đốn vào đầu năm ngoái Với lý do ảnh hưởng công trình thi công cô là người hay hoài niệm về quá khứ nên những thứ thuộc về quá khứ lần lượt bỏ đi làm trái tim không tự chủ thấy hụt hẫng dẫu vậy thì cũng không sao chỉ cần nơi này còn mẹ còn các em cô đã là người hạnh phúc nhất rồi cất ba lô để lên chiếc tủ gỗ gần như mục nát cô cất tiếng gọi mẹ mà chẳng thấy chăng bà sang bên hàng xóm khung cảnh xưa cũng chẳng mấy thay đổi Cô dọn dẹp lại nhà cửa, nhổ hết cỏ trong vườn, tưới hàng rau xanh ươm vươn mình trong nắng nhẹ khí đông rồi trở vào trong. Toàn nấu cơm thì mẹ cô về, Ngọc Bám lấy cánh tay bà như hồi bé trách yêu. Mẹ còn chưa khỏi hẳn, sao cứ thích chạy lung tung thế? Con về lâu chưa? Mẹ đi sang nhà cô Nga nói chuyện đấy mà. Lâu lắm rồi, không thấy thằng Nam nó về. Nó không về cùng con à? Cô cười trừ, lấp liếm tội dùm thằng bạn. Cậu ấy không mẹ ạ? chắc bận gì đó, nào mẹ gửi ngơi đi, con nấu cơm rồi đợi trưa nay cẩm vân với cẩm đan về ăn cùng luôn. bà hạ gật đầu hiền từ rồi trở vào phòng. cơn họ ập đến khiến bà hô hấp khó khăn, Bị chặt lấy miệng mình để ngăn không phát ra tiếng, từ khóe mắt chảy ra dòng lệ nóng hổi thấm hết bàn tay. khó khăn lắm, con gái bà bớt lo lắng đôi chút, không thể để đứa con tội nghiệp của mình mất đi nụ cười đẹp kia được. Khoảng 12 giờ trưa, hai chị em Cẩm Vân, Cẩm Đan cũng về. Nhìn thấy cô, chúng mừng đến nỗi bỏ cả xe đạp mà chạy lại ôm chầm lấy. Ngọc khó kìm được nước mắt. Ba chị em ôm nhau lúc lâu. Bữa cơm được sắp ra nhanh chóng. Cẩm Vân khoe con bé được 9 điểm trong bài kiểm tra. Cẩm Đan thì nhảy xa cao nhất lớp. Mấy đứa em của cô cũng có thật nhiều tài năng và biết cố gắng. Chỉ cần như vậy thôi, người làm chị này luôn luôn ủng hộ hết mình. Chợt mẹ cô lên tiếng hỏi Vậy bao giờ con đi thế? Một nỗi buồn bùa vây lấy cô Đột nhiên cô muốn mình bé lại Vì như vậy chẳng cần phải lo lắng Chẳng cần xa nhà Cuộc sống vẫn bước đi chẳng đợi chờ Cô không còn là cô bé vô lo vô nghĩ của ngày xưa Từ ngoài ngõ vọng đến tiếng ồm ồm của mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng Chúng xông vào không nói lời nào Cứ thế hắt đổ mâm cơm của mẹ con cô Chúng mày có trả tiền không? hay để tao đập nát cái nhà này đây? Tiếng thét chói tai của bốn tên côn đồ khiến khuôn mặt cả nhà cô tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng nói xong câu đó lao vào đập phá đồ đạc không thương tiếc, lục lọi mọi ngóc ngách tìm tiền. Cái tủ mục duy nhất trong nhà cũng vỡ tan. Bụi phủ đầy không khí, bà hạ nhìn từng món đồ vụn nát trong lòng đau đến ức nghẹn. Bà vội vã chạy theo chúng quỳ xuống cầu xin. Hai đứa em gái gào khóc cho khiếp sợ. Ngọc bám lấy chân tên cầm đầu van này Tôi cầu xin anh đừng đập phá Chúng tôi cố gắng trả cho các anh Đây đều là tài sản con sót lại của nhà chúng tôi Các anh mà đập Mẹ và em tôi biết ở đâu đây Anh nhìn cô Rồi gửi cô ngã sóng xoài ra đất Đôi mắt hằn lên tiêm máu quát nạt Bao nhiêu lần rồi Chúng mày chưa trả đủ tiền lãi cho tao nữa Hôm nay tao phá luôn cả cái ban thờ nhà mày Nước mắt rơi lã chả. Cô họng khô đắng đến nỗi như ai bóp nghẹt Ngọc gấp gáp chạy vào lấy chiếc cặp cũ của mình vội vàng mở khóa Tôi xin anh cho tôi một thời gian Trong người tôi bây giờ chỉ có 25 triệu Các anh cầm tạm tôi hứa sẽ kiếm đủ 5 tỷ trả anh Làm ơn tha cho mẹ và các em tôi Triệu Lâm cười khẩy ra hiệu cho đàn em nhặt hết đống tiền Sau đó đến gần Ngọc cảnh cáo Tạm thời như vậy Tháng nữa tao đứng chỗ cũ đợi mày nếu lúc đó tao chưa cầm được 5 tỷ Mày tự biết hậu quả Không chỉ là mỗi cái nhà này mất đâu Cây tuyếp sắt bị ném mạnh xuống đất Khiến cô giật nảy mình Bờ vai không ngừng run rẩy Triệu Lâm ra hiệu cho đàn em rời đi Bà Hạ và hai đứa em gái ôm lấy cô nức nở Chẳng nhẽ cô phải bán thân mình Mới có thể cứu gia đình khỏi cảnh khốn đốn sao Chiều đó cô dùng số tiền còn sót lại lên thành phố ông trời không nhấn tâm đến mức không chừa cho cô con đường sống trên chiếc xe khách ngọc mệt mỏi hướng mắt ra ngoài cửa kính nhìn dòng người vụt qua chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như bây giờ cuộc sống bào mòn thân thể này đến kịt quệ mất rồi trở lại căn phòng trọ tối tăm trong phòng cô đơn chống trải tới cùng cực chắc có lẽ cô phải bỏ học bỏ ước mơ thiết kế của mình để lao đầu kiếm tiền một cách nhanh nhất có phải cô buộc phải đánh mất lòng tự trọng của bản thân để dân thân trốn nhơ nhớp mà cả đời này cô khinh rẻ nhất để kiếm tiền không? Ngay lúc bây giờ cô mới chợt hận, hận người bố nghiện cờ bạc của mình, hận bản thân không đủ giỏi giang lo cho mẹ và các em cuộc sống tốt hơn. Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như vậy. Mong tối bao phủ đôi vai gầy, chẳng an ủi chẳng tiếc thương, âm thầm kéo tâm trạng cô gái nhỏ chìm vào màn đêm cô tịch. Thở dài một hơi Ngọc đánh nhấc máy gọi cho Nam Đầu dưới bên kia vang lên âm thanh náo nhiệt sôi động Gì đấy tôi không nghe thấy Đang đi quẩy rồi nhá Rồi mai gọi Tiếng tút tút vang lên nhanh chóng Cô ra chiếc bàn gỗ Nhìn những bản thiết kế của mình vẽ Nước mắt tuôn rơi Hôm nay cho cô yếu đuối một lần được không Khải đứng trước chung cư của Ly gõ cửa mạnh Anh tới đây vài lần trong ngày Mà cô ấy chưa cho anh vào Chẳng hiểu đang giận dỗi điều gì Còn về chuyện đêm qua Chẳng phải con gái luôn muốn bạn trai giữ cho mình Anh làm vậy vì nghĩ cho cô ấy Chứ đâu có gì sai Gọi cửa mãi chẳng được Khải bất lực ra về Ly trong phòng cười khẩy Đường đường con trai tập đoàn GM kiêm giám đốc Vậy mà hạ mình vì cô thế này Đúng là quân tử khó quả mỹ nhân Ly mặc kệ anh thản nhiên lướt web Bắt chợt mắt cô đập vào dòng tin tức tập đoàn GM đang trên bờ vực phá sản. Đồng tử cô giãn ra, chú ý dòng chữ trước màn hình. Dường như không tin điều đó, Lý chớp mắt mấy lần xác nhận lại. Nhưng có vẻ đó là sự thật bởi nó được đăng trên trang báo nổi tiếng. Trong đầu cô bây giờ dãy câu hỏi hiện lên. Có khi nào hôm nay Khải tới tìm cô muốn kết hôn với anh? Nhưng nhà anh ta tán ra bại sản Lại muốn kéo cả sự nghiệp diễn xuất của cô Vất vả gây dựng xuống cùng sao Mơ đấy à Lợi dụng suốt 4 năm qua Khiến cuộc đời Ly sang trang mới Cần gì lao đầu vào kẻ có tính cách lập dĩ như Khải Cô nhếch môi Ném điện thoại sang một bên Rồi đắp chăn đi ngủ Buổi sáng nay đi diễn Ly dậy từ sớm để chuẩn bị Cô mặc chiếc áo hai dây bó sát Kết hợp cùng chiếc váy da Ôm trọn đôi chân thon dài Bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi mỏng manh Tiện tay với lấy chiếc kính đen trên tủ đeo lên rồi ra ngoài bước tới đại sảnh khách sạn thấy chiếc xe quen thuộc của khải đậu ở đó từ lúc nào cô nhìn một cách chán ghét rồi quay đi nhà sắp bán tới nơi rồi mà vẫn lái xe được chắc dăm ba hôm nữa con xe này cũng đổ chủ luôn rồi lê vờ như không thấy bước đi thẳng thì khải đi ra khỏi xe từ lúc nào kéo cô lại phía mình em lên xe đi anh có chuyện muốn nói với em nhân tiện đi em tới chỗ làm luôn vì chưa chia tay Cô buộc phải làm ra vẻ một cô người yêu nghe theo lời anh lên xe Bây giờ tỏ thái độ thì Khải nghi ngờ Nên đúng là không thể manh động Đợi cô tìm được lý do rồi đá anh ta sau vậy Chia xe bắt đầu ngả bánh Khải mỉm cười tỏ vẻ thần bí Đã đi suốt nửa quãng đường Anh vẫn chẳng nói câu nào Chỉ vui vẻ huyết sáo Ly dần trở nên mất kiên nhẫn Cô suốt ruột hỏi dò Khải, anh tìm em có chuyện gì thế? Ly, em biết không Anh có một tin rất vui muốn nói với em Cô mỉm cười khó hiểu Chuyện gì thế Em thấy anh cứ cười mãi Bố mẹ anh cho phép chúng ta đến với nhau Em có biết anh chờ ngày này rất lâu không Vậy nên anh muốn hỏi cô bé của anh Em đồng ý làm bà xã anh chứ Ly ngẩn người ra lúc lâu Cô biết ngay anh ta tìm cô với mục đích này Nếu như nói sớm hơn vài ngày Có lẽ cô ngu ngốc đồng ý May ông trời không muốn cô sống khổ Lý cố gắng áp dụng nghiệp diễn của mình vào thực tế Nạn ra vài giọt nước mắt khó xử Dạ Anh sao đột nhiên bất ngờ như thế Em, em còn chưa kịp suy nghĩ gì mà Vậy chẳng nhẽ lấy anh không phải ước muốn cả đời của em à Được cười thay cho hai chữ ước muốn cả đời Lý mỉm môi không biết nên trả lời thế nào Thì đúng lúc tới trường quay Cô lắc đầu tỏ vẻ đắn đo nó với anh Em xin lỗi, chuyện này đột ngột em cần thời gian suy nghĩ rồi em sẽ trả lời anh sau chẳng để khải kịp định thần cô ả à mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài anh không nghĩ nhiều mà lai xe đến công ty vì trong thâm tâm anh tin rằng dù cô gái của anh có đưa ra quyết định thế nào kết quả vẫn là đồng ý thôi nam lờ mờ tỉnh dậy rượu làm đầu óc anh choáng váng chẳng biết đêm qua về nhà bằng cách nào nữa với tay lấy điện thoại xem giờ Dòng chữ của gọi nhỡ của Nancy hiện lên Anh lập tức bấm gọi lại Gọi gì đấy? Hôm qua đi quẩy Đầu dưới bên kia im lặng không trả lời Khiến cho Nam càng suốt ruột Trương Cẩm Ngọc Rốt cuộc cậu có nói hay không để tôi tắt máy nào Cô hít sâu một hơi Lấy can đảm nói Quán ba cậu hai tới Có tiếp rượu nữa không Dòng cô bạn thân vừa cất lên Khiến anh bạn giật nảy mình ngồi dậy Còn tỉnh luôn cả men rượu anh vẫn luôn biết cô thiếu tiền Nhưng chưa bao giờ đường cùng ngõ cụt lao tới quán bar Đây là lần đầu tiên đấy Thế cậu cần bao nhiêu tôi giúp cậu Điên mà đi đến đó Tôi là khách quen Sao không hiểu ở trong đó nguy hiểm thế nào Bỏ ngay cái ý định đó đi Lần này cậu không giúp nổi tôi đâu Nam ạ à? Nam gấp gáp chất vấn Bao nhiêu mà không được Tôi vẫn còn cậu cứ nói đi Tôi đưa cho cậu lo liệu hết Thế 5 tỷ cậu lo được không anh nghe thấy giá tiền thì im lặng lúc lâu Đúng là không giúp được thật Nhưng nếu để một cô gái như Ngọc túng quẫn tới mức vào ba làm tiếp rượu Anh thực sự xót xa Bởi những ai làm tiếp rượu Sớm muộn cũng bị những kẻ đầu trâu mặt ngựa gã gẫm lên giường để kiếm hơn Anh không muốn cô bạn mình phải chôn vùi trong đống đổ nát Cô ấy còn có tương lai cơ mà Đừng 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 Tôi biết tôi không lo được Nhưng vào đó là hủy đời cậu đấy Tôi không giới thiệu cho cậu đâu giọt nước mắt lăn dài trên khoai mi cô biết chứ bản thân cô đâu muốn nhưng thực sự hết cách mất rồi thà hủy bỏ tương lai của bản thân còn hơn để mẹ và các em gặp nguy hiểm ngọc Cán giang hỏi vậy cậu xin quản lý chỗ đó được không nếu không được tôi xin đổi chỗ khác khuôn mặt anh bất lực biết sự cố chấp này không thay đổi nên đành thở dài quy thuận thôi được rồi tôi giới thiệu cho cậu nhưng cậu chỉ được phép tiếp rượu thôi biết chưa cô cười buồn chẳng rõ tương lai ừm được rồi lý cường là người bạn của nam cũng là quản lý của club cho nên khi anh giới thiệu cường không do dự mà đồng ý lần đầu cường nhìn thấy cô đã bị hút hồn bởi cô gái trước mặt tuy chẳng son phấn nhưng lại có khuôn mặt khả ái chỉ cần trang điểm một chút thôi nhất định sẽ khiến mấy khách vip trong đây điêu đứng nam đúng là bạn tốt thật có điều cô ta chỉ làm tiếp rượu thì cũng tiếc Chắc anh ta phải tìm mọi cách Sáp nhập cô vào giàn mỹ nữ nơi này Tôi biết là cậu đang nghĩ cái gì Dám để cô ấy làm cái khác ngoài tiếp rượu Thì đừng trách đấy Nam nhìn cặp mắt đầy thèm khát kia mà cảnh cáo Uổng vậy ư Cường sụ mặt đầy tiếc nuối nhìn cô Những ngày làm việc Ngọc bị âm thanh sôi động ở đây dọa sợ Khiến cô nhất thời không thích ứng nổi Nhưng đầm lao đành phải theo lao Giờ không còn cách nào nữa rồi Tiến độ làm việc của cô chậm hơn so với những người khác Họ làm ở đây lâu năm cho nên biết chiều khách Ngọt ngào chút được khách bo cho rất nhiều Có điều đây là việc vô cùng khó khăn với cô Dù Lý Cường nói bao nhiêu lần Ngọc vẫn khó khăn như ngày đầu học việc Tiền thì muốn mà không chịu chiều khách thì ai bo cho đây Dù cô xinh đẹp Nhưng mà người lúc nào cũng như khúc gỗ ấy Hỏi xem đàn ông nào dám lại gần Cánh môi mím chặt không chịu nhả Cô thực sự phải đi tới mức này à Tiếng đám đàn ông nhao nhao Mời gọi nhân viên là cô tới rót rượu Họ thấy bông hoa dại đẹp Thì không ngần ngại lập tức muốn hái Nhưng rồi khi nó ủ rũ héo tàn Lại nhẫn tâm vứt bỏ Số phận cô bây giờ Khác gì bông hoa rừng kia đâu Cơ hội của cô đấy Cố mà nắm vững đi nghe chưa Ngọc bưng khay có hai chai whisky đắt tiền ra phía mấy vị khách đó nhẹ nhàng đặt xuống. Cô rót rượu vào ly thủy tinh, khẽ mời người doanh nhân chạc 50 tuổi. Anh ta nhìn cô đầy thèm khát như hổ đói, bàn tay thô tục cố ý chạm lên vùng đùi cô. Khuôn mặt cô biến sắc, cố gẩy bàn tay dơ bẩn ra khỏi người mình. Xin, xin chú đừng làm như thế. Chắc có lẽ đây là câu nói lịch sự nhất cô dành cho gã đàn ông này. Vậy mà trái ngược với thái độ từ chối thẳng thường kia, hắn càng lúc càng lấn tới eo bị ôm chặt đến khó thở đùi bị sờ soạng đến phát sợ em phải ngoan anh mới bo bướng bỉnh như thế không dễ thương đâu hay đêm nay đi với anh nhé muốn bao nhiêu anh cũng chiều mà người em thơm thật đấy lời nói dung tục thốt ra từ doanh nhân người diện vest bảnh bao khí chất ngút trời đúng là kinh tởm đầu óc ngọc như muốn nổ tung trái tim đập mạnh trong kinh hãi Cô dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi người hắn chạy vội vào nhà vệ sinh. Ngày khỏe khắc này, cô thực muốn chết quách đi. Nhưng cô phải nhịn. Còn một tuần nữa thôi, đến thời hạn một tháng, có phải chỉ còn cách la vào bùn tanh thôi không? Từ phía xa, Khải chứng kiến hết cảnh tượng ban nãy. Ban đầu tưởng không phải Ngọc, nhưng sự thực tát cho anh một cái đau. Ấn tượng của anh về cô gái này ban đầu vô cùng tốt. Những tưởng là cô gái đàng hoàng đứng đắn, Hóa ra làm cái nghề ghê tưởng thế này Cô ta so với ly của anh Đúng thực đến một cọng tóc cũng không bằng Đã hai tuần kể từ ngày ngỏ ý với ly Cô ấy mải mê về công việc Chẳng quan tâm anh dù một chút Chẳng nhẽ lấy anh Khiến cô đắn đo suy nghĩ lâu như vậy Không chờ đợi thêm được Cô ấy nhất định phải cho anh câu trả lời rõ ràng Tối hôm nay nhất định anh khiến cô đồng ý làm vợ mình Trên chiếc giường kinh sai Hai thân thể cuộn lấy nhau nồng nhiệt họ trao nhau đủ hôn cháy bỏng đến mức phát ra âm thanh, ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Người đàn ông thân dáng mập mạp đè lên người phụ nữ mỏng manh, ông ta phấn khích điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ đó. "Đừng đừng, đạo diễn à." Tất cả nhanh đến mức ly không còn sức kêu la, cô quá mệt, về mà người đàn ông vẫn nhiệt tình như vậy. Hơn một tiếng sau, Vương Huy mở phòng tắm bước ra, trên người quấn chiếc khăn tắm, khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện người đàn bà đúng là hồ ly tình khiến ông ta khó có thể khống chế cảm xúc ly mệt mỏi ngồi dậy trên người chưa kịp mặc đồ chỉ dùng tạm chiếc chăn mỏng che chắn cơ thể vừa thấy ông huy bước ra cô ta lập tức nú nịu anh đã hứa cho em sang ý đóng bộ phim này rồi đấy anh không được nuốt lời đâu bảo bố yên tâm anh đã đặt vé tuần sau chúng ta khởi hành ly mỉm cười bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi nếu cô cứ mãi bám víu lấy Khải Có ngày ra đường ở với cả nhà anh ta Cụ may cô thông minh tính toán trước Nếu không bây giờ Cô phải trả nợ thay cho nhà họ hứa rồi Khoảng 7 giờ tối ly dọn dẹp hết đống hỗn tạp Tên đạo diễn béo mập để lại Cô ở trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ Chỉ để kỳ cọ sạch sẽ thân mình Đúng là thực kê tẩm Bật ra có tiếng chuông cửa Cũng may là cô vừa tắm xong Chê người lưu hương sữa tắm ly mở cửa ra không ngờ lại là khải anh nhìn cô lúc lâu sau đó nói một câu chẳng liên quan môn dĩ mùi hương em thích đâu phải mùi này hóa ra anh ta để tâm tới mùi hương trên người cô có nói khéo về việc cô đổi loại khác mấy cái mùi nhị nhàng kia chẳng qua do trước kia không có tiền nên dùng tạm có ai ngờ để lại ấn tượng với anh ta bây giờ cô có tiền cần gì xài ba thứ đồ rẻ ngửi mãi chẳng có mùi thơm làm gì chỉ có hương nồng mới thu hút ong bướm xinh đẹp không phải à? Em muốn đổi mới bản thân tôi mà anh. Cô thản nhiên đáp lại anh ta. Khải cười nhẹ, nằm lấy tay cô tỏ vẻ thần bí. Anh đi đến tới một nơi. Chẳng kịp để ly kịp nghĩ, anh kéo cô ra xe. Anh phóng rất nhanh, như thể nếu không phải hôm nay thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Khoảng 30 phút sau, một bãi biển xuất hiện trước mắt cô. Dẫu chẳng hứng thú, với lại cả người đang ê nhức mệt mỏi, Cô ta không bình tĩnh nổi mà cáo gắt Đưa em tới đây làm cái gì Gió biển thổi sơ hết cả tóc của em Chẳng phải em nói thích biển nhất à Đang nào cũng tới rồi Em xuống xe đi Mở cửa trong biển cưỡng Ly giật mình bất ngờ khi một thứ đột nhiên sáng rực Đây có lẽ là bất ngờ anh dành cho cô Khải quỷ xuống Mở hộp nhẫn kim cương trước mắt cô Nói lời đường mật Cảm ơn em dùng cả thanh xuân của mình Đồng hành cùng anh suốt 4 năm qua anh biết em chịu nhiều thiệt thòi khi công việc anh bận rộn không có thời gian cho em. Nhưng em yên tâm, khi em là bà xã của anh, mọi thứ của anh đều sẽ là của em hết. Ly nhìn anh khẽ cười khẩy, tất cả của anh đều là của cô. Anh còn mấy đồng bạc nữa mà dám tổ chức xa hoa thế này. Cái nhận kim cương này có khi cũng là đồ giả cũng nên. Cô nhìn anh hồi lâu rồi đáp, em xin lỗi, sắp tới em phải ra nước ngoài đóng phim. Có khi sau này sẽ không về nữa Em không thể kết hôn với anh được Em không cần đi đâu Anh nuôi em được Anh có tiền Nhất định không để em chịu thiệt thòi Chẳng nhẽ so với hạnh phúc cả đời của chúng ta Sự nghiệp quan trọng hơn à em Đúng Với em sự nghiệp hơn tất cả Đầu khải như muốn nổ tung Ngay lúc này anh cảm thấy sốc Sốc vì hóa ra tình yêu của anh 4 năm nay Chẳng bằng chuyến đi của cô ấy Làm sao anh chấp nhận được Không được Bằng mọi giá nhất định phải giữ cô ở lại Anh cần em, anh yêu em Em đừng đi được chứ Đôi mắt hai người giao thoa Một bên chẳng còn tình yêu Bên còn lại điều kéo vô ích Anh cho em cơ hội cuối Chiều ngày mai anh đợi em ở quán cà phê lần đầu chúng ta gặp nhau Nếu em thực sự không đến Anh để em rời đi Chúng ta coi như chấm dứt Khải để hộp nhẫn trong tay rượu lì Chiếc nhẫn này anh mua từ lâu Cũng không có ý định tặng ai khác nếu em không cần thì em vứt đi Bàn tay Ly có chút run rẩy Cô cảm nhận sự bất lực trong đôi mắt anh Cô đâu muốn kết cục thế này Chỉ là anh ấy không còn là người đàn ông giàu có như trước kia Anh ấy bây giờ đến thân mình còn chưa lo xong Cô ta làm sao dám đánh cửa Chỉ bằng bỏ quách đi cho xong Đêm đó Khải uống nhiều rượu Muộn lắm rồi khách cũng dần vắng tanh Vậy mà Ngọc vẫn phải mang rượu liên tục cho anh Cô đặt chai rượu lên bàn Toàn bỏ đi thì anh nắm cánh tay cô kéo lại Tại sao? Tại sao em không chọn anh? Bỏ ra, tôi đau quá Cô vùng mạnh ra, nhanh gan lì gì chặt Em không nói, anh không bỏ Anh đi mà hỏi cô ta ấy Tôi chịu thôi Ngọc bực dọc gỡ tay anh ra Cô còn nhiều việc không thể ở đây chơi trò mèo vườn chuột với người đàn ông này Anh bỏ tay ra không? Tôi còn phải đi Men rượu là mất lý trí anh nghe tử đi cảm xúc bỗng hỗn tạp không anh không cho em đi đâu nói rồi anh chẳng cần biết đối phương là ai anh kéo mạnh cô đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng nó chứa đựng tất cả tủi hờn ghen tuông yêu hận anh ta làm vậy có phải quá đáng với cô quá rồi không ngọc không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của người đàn ông trước mặt ngay lúc này đây anh ta âm thầm gặm nhấm cô từng chút một không kiềm chế được lửa giận trong lòng cô đẩy mạnh anh ta ra Khải của hiện tại chưa thoát được khỏi cơn mê man Anh trách cứ trong vô thức Tại sao em vũ vàng tới vậy Em có biết em làm anh khó xử không Anh có gì không tốt nào Tiếp theo giây sau đó Anh ghi chặt cô vào lòng không buông Tệ khốn này thực sự là ngứa đòn mà Ngọc vùng vẫy mạnh mẽ Hòng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm kia Nhưng thứ cô nhận lại Là cái ôm chặt hơn để khó thở Biết sớm như vậy Ba nãy cô chạy đi luôn rồi, còn đứng nghe anh ta nói nhảm gì nữa không biết. Anh bỏ ra, tôi không phải người yêu của anh. Anh không bỏ, tôi hét lên bây giờ đấy. Em hét đi. Ly, anh chỉ cần em thôi, em đừng đi có được không? Cái tên người con gái khác từ miệng anh thốt ra làm cho cô đứng hình. hòa ra khi yêu, người đàn ông như Khải cũng có lúc hèn mọn cầu xin tình yêu của người khác cô gái ấy, tại sao không biết trân trọng một người như vậy. Nghe đến bản thân cô cũng có chút ghen tị. Rồi Ngọc mặc kệ, mặc kệ cho anh ta ôm lấy mình, coi như xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng Khải. Người ta nói, cái ôm chính là liều thuốc chữa lành. Trong cơn say, anh coi cô như liều thuốc, nhưng trong cơn tỉnh, cô chỉ có thể tự mình xoa dịu nỗi đau trong lòng. Một lúc sau, Khải tự động buông cả thân thể người con gái trước mặt. Ánh mắt rất khác so với ban đầu Cút đi Cô không phải là cô ấy Máu dồn lên não Cô thực sự muốn đấm kẻ này Ngọc tức đến đỏ mặt Đồ thần kinh Mạng anh ta xong cô bỏ đi luôn Tự dưng thất tình đi ôm hôn lung tung Rồi còn đuổi người ta nữa Đàn ông đúng là khó hiểu thật sự Đêm muộn dưới ánh đèn heo hát mờ nhạt Cô đếm từng đồng tiền khách cho nếu đi đếm lại bao nhiêu lần Cũng không thể vơi đi phần nào khoản nợ khổng lồ Đôi mắt cô chơi cụp xuống Tâm trạng bị nỗi lo bộ vây đến nghẹt thở Ước ừ gì trên đời này có bà tiên Để cho cô ước một điều ước Ước ừ gì ngày xưa ấy Gia đình cô hạnh phúc không nợ nần không bệnh tật Mọi điều đều tốt lành Chỉ là cuộc đời này Vốn dĩ đâu phải chuyện cổ tích đâu Cả chiều ngày hôm sau Khải chờ ly ở quán cà phê cũ Trời mưa giả dích những đám mây đen thi nhau kéo tới Làm con người ta mang trong mình nỗi lo vô hình Nhìn cốc cà phê đen trước mặt Khảnh khẽ nhấp môi Vị đắng cứ như vậy tan dần trong miệng Nó đắng chẳng khác nào cuộc tình hiện tại của anh Tính ra trong 4 năm qua Anh luôn ở bên người con gái anh yêu Những lúc cô ấy cần nhất Khi buồn anh làm bờ vai Khi vui thì là nụ cười Những ký ức buổi đầu tại quán cà phê Cứ thế nối đuôi hiện về như thước phim cũ Thời gian trôi, quán cũng sửa sang lại thật nhiều Nó đẹp hơn, sang chảnh hơn Khiến người ta nhớ tới nó hơn Nhưng với Khải Chỉ 4 năm trước mới khiến anh ghi lòng tạc dạ Bởi khi đấy cô ấy còn ở đây Trời sâm sẩm tối Ly vẫn chưa đến Chẳng nhẽ cái hẹn khiến cô khó xử vậy ư Dù giờ đây Niềm tin trong lòng mong manh hơn bao giờ hết Nhưng Khải vẫn muốn cược Muốn cược một lần Anh đợi em lâu chưa giọng nói này quá quen anh giật mình quay lại đúng là ly phấn khích quá mức khải ôm chầm lấy cô ly khó chịu để anh ra rồi ngồi vào ghế đối diện cô nhìn cốc cà phê đang uống hờ hững hỏi loại cà phê đáng như này anh cũng uống anh thích uống loại này nhất à khẽ thở dài nhìn cô chẳng phải ly hiểu tính anh nhất ư đột nhiên sao lại hỏi câu lạ như vậy anh chờ em đi gọi tạm ly em suy nghĩ kỹ rồi đúng không Vâng, em nghĩ cả đêm qua cho nên hôm nay tới gặp anh. Không giấu nổi nụ cười, khóe mắt anh hít lại. Anh biết tính cô mà. Làm sao có thể vì một bộ phim mà bỏ anh được chứ? Em quyết định sang ý. Sau này nếu gặp lại, coi như chưa từng quen biết nhau đi. Cô đẩy chiếc nhẫn kim cương phía anh rồi nói thêm. Cái này trả cho anh. Anh nên tìm một người khác đi thì hơn. Khuôn mặt của Khải đơ vài giây. Anh cứ ngỡ rằng... Ly, em đừng đùa như thế chứ Anh ta nghĩ cô đùa Dáng vẻ này của anh ta đúng khiến cô chán ghét Cái thứ tình yêu trên đời này Đối với cô mà nói Đều chỉ phục vụ cho lợi ích Bốn năm trước nếu không phải thế chiếc chìa khóa Của dòng xe hạng sang trên bàn anh ta của đầu cần dùng nhan sắc của mình Tốn thời gian cố ý tiếp cận làm gì Suy cho cùng Bốn năm bên nhau những tưởng được gả và hào môn Thì nhà họ hứa đó lại phá sản Số cô đúng là xui xẻo Vài ngày nữa em bay rồi Sau này anh cố giữ gìn sức khỏe Em về đây Toàn bước đi cánh tay cô bị anh giữ lại Vậy có phải bây giờ anh làm gì Em cũng không quan tâm nữa đúng không Phải chúng ta chấm hết rồi mà Nếu anh cưới người khác thì sao Anh tự xem Lì vùng khỏi tay anh Khỏe khắc cô bước đi khiến trái tim anh như chết lặng Để cuối cùng anh chẳng thể níu giữ được người con gái mình yêu Trong phòng khách sang trọng tại nhà riêng của Khải anh mệt mỏi day day chán đối diện là bậc phụ huynh nhàn nhã thưởng trà con thua rồi mẹ cho con tự chọn vợ đối với mẹ tiêu chuẩn đơn giản chỉ cần không phải cái cô diễn viên diệu ly đó là được anh không trả lời trong đầu văng vẳng những lời nói tổn thương tối qua có phải thực sự đi đến mức cưới người khác cô ấy quay đầu nhìn anh đúng không bà như biết cậu con trai mình nghĩ gì thực sự bản thân bà cũng không muốn cấm cản nhưng người như cô ta Căn bản thực sự không xứng Ngày trước bà muốn tự mình tìm cho con trai Cô gái hoàn hảo môn đang hộ đối Chỉ là sau khi xảy ra chuyện năm đó Bà không dám thúc ép nữa Năm nay con trai bà không còn trẻ Nó đến lúc phải thành ra lập thất Cho nó tự lựa chọn đã là quá ưu ái Mẹ yên tâm Ván cược này mẹ thắng Con làm theo ý mẹ Mấy ngày hôm nay Lòng ngọc nóng như lửa đốt Cô biết chỉ vài ngày nữa tôi tới hạn trả nợ Cuộc đời này của cô xác định rúi và bùn sâu Dù mọc lên cao ngạo như hoa sen Cả người cũng sặc mùi tanh tưởi Chợt có tiếng gõ cửa trọ Cô ủi oải mở khóa Nam bước vào Trong tay anh là tấm thẻ Anh nhét vội vào tay cô rồi nói Tiết kiệm bao nhiêu ngày Cũng chỉ có hơn năm chục Cố gắng bảo hắn cho dư thời gian nữa đi Ngọc nhìn cậu bạn mà cay cay sống mũi Việc tiết kiệm đối với Nam Từ xưa đến nay luôn là cực hình Thế mà lại chịu làm điều đó Cô nhất thời không kìm chế nổi Mà ôm chầm lấy anh nức nở Cảm ơn cậu nhiều lắm ý Nếu không có cậu tôi chẳng biết phải làm thế nào cả Cậu đừng tham gia buổi đấu giá tối mai có được không Đó toàn là hội buôn người Chỉ cần cậu nói không Tôi lập tức đi nói với Lý Cường Cô cười khổ rồi lắc đầu Đó đã là cách duy nhất Ngay từ bé, mọi người luôn nói cô có nét đẹp rất lạ Đã không để ý thì thôi chứ một khi nhìn sẽ khiến người ta khó dứt ngày mai có lẽ lúc đụng đến nó chỉ là không nghĩ dùng nó cho mục đích bản thân cô căm ghét nhất mà thôi nếu khuyên nữa bây giờ trừ khi có phép màu nếu không mọi xác suất cực kỳ thấp cậu biết không nếu ngày mai tôi được giá tôi cố gắng trả số tiền này cho cậu cảm ơn cậu bên tôi lúc khó khăn nhất tôi biết ơn cậu nhiều lắm nam ạ à. nesi lâu rồi cậu bạn không gọi cô như vậy cái biệt danh đẹp và trong sáng như thế Các bạn không hề hợp với cô dù chỉ một chút Sau này cuộc sống cô mù mịt thế nào Cô chưa thể tưởng tượng nổi Chỉ bằng phó mặc cho số phận đưa cô đến địa ngục tăm tối vậy Cô về đi, đi ma đừng đến ba Tôi không muốn cậu thấy đâu Trong căn phòng sang trọng Tông chủ đạo là màu đen trắng Thông qua đó phần nào nhìn ra chủ nhân của nó có tính cách như thế nào một thân hình cao lớn dựa vào thành giường trên tay cầm chai rượu đắt đỏ uống từng hơi liên tục dưới sàn la liệt những bức ảnh của cặp tình nhân bị đập vỡ nát một kẻ khờ khạo yêu người con gái biết bao năm đến cuối cùng bị khước từ dứt khoát anh thực sự không thể hiểu nổi khải đúng là ngu ngốc đàn bà trên đời vốn dĩ chỉ vì tiền mới đến với anh vậy mà anh tin vào thứ tình yêu vô bổ tiền có thể khiến họ bán đi danh dự nhân phẩm kia mà anh cười khẩy thầm khinh bỉ đến cùng cực. Nếu nói như vậy, vài đồng bạc đó có thể mua cho anh một cô vợ hợp đồng để vừa lòng ông bà nhà anh rồi. Với tay lấy chiếc điện thoại và danh bạ lướt lướt, anh bấm dãy số rồi áp lên tai. Tôi có chuyện cần trao đổi với cô. Tối nay gặp tôi đón cô. Đầu dây bên kia nói đúng một câu rồi tắt. Ngọ khó hiểu nhìn màn hình. Thực lòng mà nói cô chẳng muốn bận tâm. Hành động thân mật quá khích trong cơn say lần trước của anh vẫn ám ảnh cô đến bây giờ. Cô không biết anh ta muốn gì từ cô 7 giờ tối Xe của Khải đậu gần khu trọ của cô tự lúc nào Cô mặc thêm chiếc áo khoác Rồi chạy ra con hẻm Con đường nhỏ bé trong ngách đó Tối tăm bao nhiêu Ánh đèn từ chiếc xe dọi sáng trói bấy nhiêu Đúng là trái ngược thật Anh nhìn bóng dáng người con gái Tiến về phía mình Trông cô hôm nay thực khác với ngày đầu gặp mặt Hôm đó trông cô đẹp biết bao dù không cười Thế mà trên người tỏa ra nguồn năng lượng tích cực Nhưng hôm nay vừa gặp anh Khóe môi cô cong lên Chỉ là đôi mắt kia nhuốm đầy màu u uất. Chưa kịp mở cánh cửa phía sau xe Khải đã hắng giọng nhắc nhở cô Cô lên ghế đầu ngồi đi Không mất công tôi phải đi sửa cửa Cô không nói gì Lặng lẽ tiến lên ghế đầu mở cửa Lần trước có thấy anh đóng xe một lần rồi Nên cô bắt trước Nhưng Khải không nói gì Chắc có lẽ là cô làm đúng Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn nhà trọ tồi tàn Chuyển hướng tới nhà hàng sang trọng Cô lẹo đẽo theo anh tới tầng cao nhất Tại nơi này có thể nhìn bao quát toàn bộ trung tâm thành phố Hoa Lệ Có nằm mơ, cô chưa từng mơ mình đặt chân tới nơi này Chứ đừng nói là sự thật Khẽ cúi xuống nhìn bộ đồ xuề xòa mình mặc mà không khỏi chạnh lòng Nó thực sự quá đối lập Trong căn phòng này chẳng có ai ngoài cô và Khải Nếu giờ Ngọc vẫn chưa hiểu lý do anh ta đưa cô tới đây làm gì toàn định hỏi thì anh cất tiếng menu trên bàn cô chọn món đi cô cắn môi nhìn anh không đáp rồi nhìn ipad hiện đầy món ăn đẹp mắt cô không dám gọi thậm chí không dám ở đây nữa vì mỗi thứ thuộc về nơi này đều quy ra hơn cả tháng lương của cô không cần phải ngại như thế cô đến với tư cách khách của tôi tất nhiên tôi phải thiết đãi cô nào ngồi vào bàn đi nói rồi anh đến kéo ghế cho cô đồng thời đi về phía đối diện ngồi xuống anh vươn tay lấy chiếc ipad đặt một số món rồi chốt luôn vì anh biết có đưa cho cô gái này thì chắc nhìn giá mà đắn đo hàng tiếng đồng hồ một lát sau đồ ăn mang lên hương thơm chiếm lấy cả căn phòng ngọc ngẩn ngơ như con thiên nga được làm bằng củ hành tây và bông hoa xinh đẹp được cắt lát từ dưa chuột anh nhìn cô ánh mắt khinh bỉ quả đúng như anh đoán đàn bà nhìn thấy những thứ đắt đỏ đều hoa hết cả mắt cô cũng chẳng ngoại lệ Dùng bữa xong Khải đưa cho cô bản hợp đồng Cô tò mò cầm đọc thử Dòng chữ hợp đồng hôn nhân đập ngay vào mắt Đây là Kết hôn với tôi 3 năm Cô sẽ có những gì cô muốn Tiếng nói vừa cất lên Ngọc như không tin vào tai mình Ý anh đang muốn làm giao dịch hôn nhân với cô à Chẳng phải Khải có cô người yêu kia mà Hà cớ gì làm hợp đồng này với cô Tôi biết cô thắc mắc điều gì Nhưng không sao Nói đi, tôi sẽ đáp ứng. Kể cả tiền à? Đúng. Tôi muốn 5 tỷ. Cô đánh liều nói con số mình cần. Bởi đây không khác gì chiếc cọc trong dòng lũ đang chảy xiết. Nếu đánh đổi, cô thà đánh đổi 3 năm thanh xuân còn hơn bán xác cho mấy lão già háo sắc ngày mai. Dẫu vậy giờ đây, trái tim Ngọc đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi cô sợ. Nhớ đâu anh ta đổi ý thì sao? Thôi được rồi, thành giao. Nước mắt cô rơi sau câu nói đó, khải bây giờ trong mắt cô chính là vị ân nhân cô không cần biết anh lấy cô vì mục đích gì sau này đối xử với mình ra sao nhưng giây phút này cô biết ơn người đàn ông này cảm ơn anh nhiều lắm thôi được rồi ký vào đây đi khoảnh khắc cô đặt bút trong lòng anh chỉ toàn sự khinh rẻ đúng là đồng tiền có thể khiến một cô gái như ngọc bán đi tự trọng bản thân bán rẻ nhân cách để đổi lấy loại người hám lợi như cô ta nếu không thể làm lung lay ý muốn rời đi của Ly Thì căn bản với anh mà nói Chẳng có giá trị gì để lợi dụng Cũng chẳng đáng một xu Quá rẻ mạt Ngọc ký xong xuôi như bàn hợp đồng một hồi lâu Tờ giấy này mỏng manh như vậy Nhưng là chiếc lồng giam giữ Ba năm thanh xuân của cô Trên đời này có những chuyện sinh ra Đã có quy luật Vật chất quy định ý thức chẳng hạn Cô mặt dài hỏi anh Ngày mai anh có thể đưa tiền luôn cho tôi được chứ? Người phụ nữ này gấp đến vậy à? Rốt cuộc cô ta thèm thuồng mấy đồng bạc lẻ đến mức nào mà vội vàng tới vậy? Cũng chẳng sao, anh đáp ứng được. Bây giờ tôi chuyển luôn cho cô cũng được, ngày mai tôi đưa cô về gặp bố mẹ tôi lần nữa. Lần này cô không cần đóng kịch, vì tôi biết chắc họ nhất định chấp nhận cô. Cô đưa mắt nhìn anh, thái độ hờ hững của Khải khiến cô cảm thấy không quen, dường như so với lần đầu gặp mặt khác đi rất nhiều một lúc sau điện thoại khẽ dung cô biết con số khổng lồ đang chuyển vào tài khoản của mình cảm ơn anh câu nói lọt vào tai anh không khác gì lời chào phúng anh thà cô ta câm miệng nhận tiền còn hơn thốt ra mấy cái từ phát ngôn giả tạo suy cho cùng do anh đánh giá quá cao loại đàn bà rẻ rúng như cô ta để đến bây giờ đây thở chung bầu không khí với ngọc cũng làm anh khó chịu khải chán ghét nhìn cô tỏ ý muốn về Người có gái trước mặt dường như đoán được ý tứ nên ngỏ lời trước Bây giờ muộn rồi Tôi chuẩn bị cho ngày mai nữa Anh không cần đưa tôi về đâu Ừ Tối mai đúng giờ là được Cô ta nghĩ mình đủ cao quý để anh đưa về ư Đúng là ảo tưởng Hải xoay người nhìn thành phố Mà kệ cô gái kia đang dạo bước xuống dưới Tầm 15 phút sau Khi chắc chắn Ngọc đã bỏ đi Anh mới lái xe về nhà riêng Cô không biết quyết định vội vã này Có làm cho cô ấy quay đầu không nữa sáng sớm khi Bình Minh chưa kịp ló dạng, cô thức giấc ra bến xe. Hôm nay Ngọc bắt chuyến sớm, chẳng phải chiếc xe quen mà cô hay đi nên có phần lạ lẫm. Thời gian gấp gáp, cô biến giải quyết càng nhanh càng tốt để gần trưa cô có mặt ở nhà. Ngọc nhấc máy liên hệ với Triệu Lâm hẹn gặp trốn cũ. Sau hôm nay tất cả trở về với ngày tháng hạnh phúc cô hàng ao ước. Đợi tầm 5 phút Triệu Lâm có mặt, hắn nhìn cô cười giả lả. Gặp tao hoãn thêm đi à? tao cho hoãn đấy, nhưng tao tính thêm lãi, không dùng phần trăm cũ nữa đâu. Từ giờ trở đi sẽ tăng lên. Tôi đến để trả nợ, cho tôi số tài khoản đi." Triệu Lâm Hoài nghi nhìn cô, nhưng tay vẫn đưa mã QR. Một lúc sau, một dòng số khổng lồ hiện lên. Không ngờ lần này cô nói thật. Từ nay không nợ nần gì nữa, mong sau này không nhìn thấy ông nữa." Triệu Lâm nắm chặt cái điện thoại cười khẩy rồi nhìn cô một lượt. Trong lòng đang thầm đánh giá vài ba ngôn từ không mấy tốt đẹp Bố dĩ định ép cô ta gả cho đứa con trai có vấn đề về thần kinh của mình để sinh con nối dõi Nhưng xem ra số cô ta không được hưởng Triệu Lâm nhếch mép Cô nghĩ tôi muốn gặp nhà cô nhiều ư ừ. Nói rồi hắn bỏ đi Khi bóng dáng khuất ra, gánh nặng trong lòng cô được gỡ bỏ Ngày mai sẽ là một ngày nắng chứ Chẳng có thời gian ở bên mẹ được lâu Cô phải nhanh chóng trở lại thành phố Trước khi đi chị kịp rúi tay mẹ ít tiền Để bà mua đồ về tẩm bổ Gần đây mẹ cô gầy gò quá Chắc bà cũng lo nghĩ nhiều mà ốm yếu Đi xe cả ngày Cơ thể cô cũng dã rời Khi về phòng trọ cô nằm vật ra giường Chợp mắt một lát Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây Mà đêm dần kéo đến ôm ấp cô gái nhỏ trong lòng Cái khí đông lạnh giá này Cô chẳng có đến cây chăn tử tế để đắp Thứ bao bọc thân thể gầy gò kia Chỉ là vài ba ngọn gió bấc bút đến tận óc Cùng đấu quần áo cũ xếp chồng lên nhau Với chiếc chăn mỏng như chiếc lá phủ lấy thôi Báo thức gieo lên làm cô giật mình Đúng, sao cô quên béng chuyện quan trọng kia Ngọc lưỡng thưởng bò dậy tắm rửa mặc quần áo Cô rửa qua mặt mình với chút nước lạnh để tươi tỉnh hơn Sau đó khóa cửa trọ ra ngoài Thông thường chủ yếu anh đến trước Nên hôm nay cô cướp lượt của anh ta luôn Ngọc phủi bụi trên bệ gạch dưới gốc cây bằng lăng rồi ngồi đó chờ anh. Mùa đông, loài cây này chỉ mang màu nâu xỉn như đã chết, trên cành tụ lại vài chùm quả héo khô. Dưới màn đêm, từng thân cây cành lá nhuốm đen, cây bằng lăng cô độc đứng sừng sững dưới bầu trời không mây. Dường như cô và nó có một điểm chung thì phải, chỉ có điều điểm chung khiến tâm hồn cô mệt mỏi. Ánh đèn từ chiếc Rolls Royce chiếu thẳng vào mặt làm người con gái vô thức giật mình. Mở vai mảnh khanh nấy lên một cái Khải bước ra khỏi xe Nhìn cô hồi lâu rồi bảo lên xe Giọng nói lạnh tanh vang lên như khẩu lệnh Ngọc cũng chẳng thèm đáp trả Mà lặng lẽ làm theo Cô biết cách đóng cửa xe rồi Nên cô ý mở cánh cửa phía sau ngồi vào đó Anh không bận tâm Lập tức lái xe chạy thẳng Một lúc sau Cô thấy xe đột ngột dừng ở shop Thời trang có tiếng tại thành phố Ánh đèn sáng trưng từ trong đó chiếu ra Làm cô chói mắt từ bên ngoài nhìn vào Thấy được nơi này rất đầu tư Bảo vẻ vóc đụa là Thiết kế riêng đẹp mê hồn Từng món trang sức phụ kiện Được bày bán xếp gọn trên từng ngăn tủ Cô mải mê ngắm nhìn Bất chợt ngờ ngộ ra điều gì đó Bố mẹ anh gặp tôi ở cửa hàng thời trang à? Xuống xe đi Lại cái giọng điệu ra lệnh Nó khiến cô khó chịu thực sự Tùy trong lòng mắng nhiếc Nhưng cô vẫn mở cửa bước xuống Anh dạo bước vào bên trong Ngọc cũng léo đéo chạy theo chưa kịp định hình Cô nghe tiếng Khải nói với nhân viên Cô chọn cho tôi vài ba bộ đồ Với trang sức hợp với cô ấy Nhanh lên tôi đang gấp đấy Cô ngớ người Hóa ra anh đưa cô đến đây chuẩn bị bộ đồ khác Có vẻ như chuyến đi này khá để tâm Cũng thực khiến cô bất ngờ Nhân viên lựa chọn bộ hot nhất ở tiệm Rồi đưa cho Ngọc Những bộ váy xinh xắn trước mặt Cô cầm lấy rồi vào thay đồ Từng món trang sức đắt tiền lần lượt được ướm lên người những lớp phấn phủ kem nền son môi Nhanh chóng áp lên lớp da mặt đơn thuần Khi chiếc rèm được kéo ra Khải đứng hình vấy dây Vì anh không nghĩ người con gái này Mang một nét đẹp cuốn hút tới như vậy Chiếc váy trắng tê khôi ôm lấy cơ thể mảnh khảnh Đôi giày cao gót tô lên thập phần thanh lịch Cả mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng Làm diện mạo cô thay đổi bất ngờ Hệt như khoảnh khắc của Diệu Ly năm đó Ngọc thì anh nhìn mình có chút e ngại Cô bé lẽn bước đi nhưng đôi cao gót quá cao khi cô loạn choạng. Cẩn thận chút đi, toàn đồ đắt tiền đấy. Câu nói làm cô khẽ run. Nếu chiếc váy hay đôi quốc dưới chân có chút tổn hại, hậu quả thế nào cô thực không dám tưởng tượng. Ngọc lấy lại bình tĩnh. Cô đi chậm rãi hơn, hơi ngả người phía sau một chút, cảm giác cơ thể cân bằng hơn rất nhiều. Mấy đôi giày tuy đẹp thật nhưng làm khó cô quá, Nhân viên gói gọn bộ đồ cũ và chiếc túi rồi đưa cho Ngọc. Bộ đồ xỉn màu được bao bọc bởi chiếc túi của thương hiệu lớn. Nó cũng chẳng thể trở nên cao cấp. Cũng như cô sát lên mình và bộ đồ sang chảnh cũng đâu khiến bản thân hào nhoáng hơn phần nào. Ngọc đón lấy chiếc túi được gói gọn từ tay nhân viên rồi theo anh bước ra khỏi cửa hàng. Cô còn chẳng để ý Khải đã ngồi trên xe từ lúc nào vội mở cánh cửa phía sau để chiếc túi vào rồi đặt mông ngồi xuống. Toàn đóng cửa thì nghe giọng nói từ bên ghế trên cất lên. Để đồ ở đó rồi lên trên này ngồi đi. Đứng hình mấy giây để khi nhận ra người đàn ông kia nói gì, cô bối rối lập tức xua tay. Không cần đâu, tôi biết đóng cửa xe rồi. Nhanh lên, cô không hiểu tiếng người đấy à? Anh ta nói như quát vào mặt cô. tay này hôm nay nóng tính thật tốt nhất không nên chọc vào thì hơn ngọc nhanh chóng chuyển lên ngồi ghế đầu vừa thắt dây an toàn xong khải phóng vụt đi và các bạn thân mến đến đây nội dung của tập truyện thứ nhất cũng đã kết thúc rồi chúng ta cùng đón nghe nội dung tập 2 trong giờ phát sóng kế tiếp đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn về nội dung câu chuyện dưới phần bình luận nhé cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn